khi vô đi rồi cũng vô tắm dưỡng. Sắp lấy cái hòn mới mở ra. Rồi vô lại giùm em nha mấy chị luôn nha. Ủa alo mấy chị ơi, thấy em không vậy mấy chị? Thật sự luôn ấy. Nhà em soạn hàng để xả này mấy chị. Mà trung tá gì nhìn muốn khóc luôn á. Toàn hàng đẹp không à mấy chị ơi. Tương tá muốn khóc luôn ấy. Rồi cô lại chia sẻ like dùm cho em nha. Đây trước em xóa luôn rồi nha mấy chị. Trời ơi hàng đẹp mà như thế này. Rồi tương tác vô lại dùng cho em nha mấy chị nha. Chia sẻ like dùng cho Hải với Hải vô lại nha mấy chị nha. Vô lại like mới nha. À, tắm chốt không được mà không thấy ai chốt luôn. Rồi lên liền cho em mãi dùng cho em ha. Tương tác với lại đi mấy chị, vô lại dùng cho em ha. Mấy chị thấy được thông báo không mấy chị? Có thấy thông báo like không mấy chị ơi? Giống như là bị chặn tương tác hay sao ấy. Em soạn siêu siêu nhiều mẫu để like luôn á mấy chị mà tương tác nó bị kém sao ấy. Nguyên set luôn nè. Trời ơi mấy chị xem like ở đâu không biết nhưng mà riêng like nhà em nha, em like chị rất Vy là nhiều đơn hàng mình em gửi mình chỉ còn cho chị luôn rồi chị nhờ. Nha, nhà em like rất là nhiều mẫu nha mấy chị nha, siêu nhiều mẫu luôn. Rất rất là nhiều hàng cho mình nha mấy chị nha. Rất nói chung là có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Váy set áo nè, nói chung là like đủ thứ hết nha mấy chị nha, không thiếu cái gì luôn ấy. Cái gì ở đâu có trên là nhà em đều có hết luôn. Mà không biết vì sao cái fanpage nhà em nó bị chặn tương tác mấy chị, chặn tương tác cũng phải là 3 tuần rồi đó, 3 tuần rồi nha mấy chị nha. Khách không nhận được thông báo like. À, không có thông báo chị ơi. Không có thông báo, không nhận được thông báo like nha mấy chị nha. Kiểu giống như là bị chặn tương tác á cả nhà. Lúc nãy giờ em like 15 phút rồi mà bên cái fanpage này nó có lượt tiếp cận đó mấy chị mà không có lượt tiếp cận luôn. Có nghĩa là nó bị chặn tương tác luôn á mấy chị. Không biết vì sao luôn, cái fanpage của nhà em á mấy chị tương tác kém á. Rồi chia sẻ like dùm cho em ha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè mấy chị. Toàn hàng đẹp không, soạn ra mớ hàng đẹp để like luôn mấy chị. Tại vì mỗi lúc mà like hàng xã mấy chị là phải soạn ra. Soạn ra tại vì lúc em like hàng đẹp thì tất nhiên em xả cũng toàn là hàng đẹp. Nhưng mà ai like cũng phải có hàng tồn hết trơn mấy chị. Có hàng khách bơm này, khách không nghe máy này. Này kia nha mấy chị nha, nhiều lắm luôn. Này soạn ra một đống hàng luôn á mấy chị. Mà kiểu như nó không có tung tái chứ. Rồi lên lại nha mấy chị nha. Rồi vô nha mấy chị nha, chia sẻ like dùm cho em. Rồi lên mã set này đầu tiên đi, bán chiên cho chị nào nè. 129.000. Lên liền cho em mã A1 đi, 129 dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A1. Rồi lên liền cho em mã A1 dùng cho em nè cả nhà. Chút là dùng cho em mã A1 nha, 129.000. Có set duy nhất tặng cho chị nào chia sẻ like nha. 129.000. Cái set 129 chứ gì nào, để chia sẻ like cho em. Cái set đó 129.000 rẻ lắm đó cả nhà. Hàng mấy bạn mua 300.000 á, 300.000 là mua like đó nha. Còn em bán là em bán siêu rẻ. A1 có cho em 129 đó mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã A2 dùng cho em này, tặng mấy chị 39.000 luôn. Trời ơi, cái set đó đẹp lắm luôn á bà ơi. Rồi lên liền cho em mã A2 đi, em tặng 39.000 nè. Rồi lên liền cho em mã A2 39.000, em có mấy màu như này ha, tặng luôn cho mấy chị luôn. Rồi lên liền cho em mã A2 39.000. A2 39.000 lên cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã A2 39.000 dùng cho em ha. Ủa sao vô trang không thấy nó hiện đang like nơi Hải ơi. A2 39 vô biển Nguyễn. Không biết cái fanpage của em bị gì á. Mấy nay không thông báo quá Hải ơi. Ai lên cho em 39.000 ạ. Rồi lên liền cho em mà A2 dùng cho em. Ở đây cái này nó có hai cục. Ai tờ ra. Cái này nó có hai cục nè em. Hai cục là
Rồi lên liền cho em mã A3 này, xả luôn cho mấy chị con này 69.000. Ai 39.000 lên giúp em, biểu hiện có rồi ạ. Ôi bà nào khách quen của em nó học luôn. Ai hả em? Hãy lấy cái con này nha, lên liền cho em mã dùng cho em A3 69.000. Ai chào Nguyễn. Con này em nhập vô hàng LNG trên hàng 139.000 đó nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ai lên liền cho em mã A3 dùng cho em tặng mấy chị 69.000. Lên lẹ mấy chị ơi. Ai Phương Lê. Trời ơi con này 69.000 mà suy nghĩ là hết nha. Rồi lên liền cho em mã ai anh Trương. Rồi ghi liền cho em mã A3 dùng cho em 69.000 dùng cho em thì cho chị đi. Ai lên giúp em lên nhà vợ có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A3 dùng cho em 69.000. Ai cho liễu xa. Một con áo hàng LNG này, lên nhanh đi mấy chị, A3 69.000 ha. Chốt thì dùm cho em mà A3 dùm cho em 69.000. A3 dùm em 69.000 hàng lên. Lên dùm cho em mà A3 dùm cho em 69.000 hàng LNG dùm A3 69 cho Dung Nguyễn. Được rồi, em lấy cho em. Rồi lên liền cho em mà A3 dùm cho em 69.000. A3 lên giúp em 69.000 liễu xa hai có rồi, A3 Mỹ Hiệp. Đẹp lắm luôn á, cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mà A3 dùm cho em 69.000 hàng LNG dùm A3 biển. A3 biển Nguyễn LNG nha cả nhà nha. Lên liền cho em mà A3 nè. Bà nào muốn mặc đẹp A3 HD Trần nha, lấy con này may nè, 69.000. A3 lên giúp em 69.000. Rồi lên liền cho em mà A3 dùm cho em 69.000 dùm cho em. A3 lên giúp em nè, cho nào Lan Hương hai cái. A3 69.000 lên giúp em đi ạ. Còn lên liền cho em mã A4 dùm cho em nè. A4 89.000. Rồi lên liền cho em mà A4 89.000 con này mấy chị ơi, không bao giờ mà. A3 Mỹ thì có rồi ạ. À. Con này mấy chị làm A3 HD Trần có rồi, A3 Sư Mỹ. Nè. Cứ dùng cho em mã dùng cho em, A4 dùng cho em. Lên liền cho em mà A4 em xem mấy chị 89.000 lấy liền. A3 Trúc Thanh. Đẹp lắm luôn á, hàng xịn nha, hàng theo. Rồi lên liền cho em mà A4 89.000. Có được có 3 con rồi mấy bà ơi. A4 89.000 lên giúp em đi mấy chị ạ. A3 Dương Nguyễn có rồi chị ơi, Biển Nguyễn có rồi, Biển có rồi, A3 Dương Trần. Rồi lên liền cho em mã A5 89.000 luôn. Con này size mấy chị 52kg đổ lại men ok. Mấy chị nhìn con váy này thôi chứ mặc lên nó đẹp lắm luôn á. Mặc lên đẹp lắm nha. À, nhiều liệu con có rồi chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A5 dùng cho em 89.000. A4 HP Trần 89. Rồi lên liền cho em mã A5 89.000. Con này mặc lên đẹp lắm. A4 Sừng May 89. Rồi con này mặc lên là xuất sắc luôn mấy chị, mang đi tiệc này kia nha. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em 89.000 đầm hãng nha. Rồi lên liền cho em mã A4 Kèn Kèn 89. A5 dùng cho em 89.000. Chị cố gắng chia sẻ like thương tán lên giúp em đi mấy chị ạ. A5 lên giúp em 89.000 hết mà A4 HP Trần có rồi ạ. A5 Đường Lan Hương. Rồi lên liền cho em mà A6 89.000 bộ lụa ngố, em xe banh nóc luôn á, xe rẻ cho mấy chị luôn nha. Rồi lên liền cho em mà A mấy anh? Sao? A6 dùng cho em này cả nhà, xe mấy chị 89.000, size này cho mấy chị 58kg đổ lại men ok nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em bộ lụa ngố gấu dùng cho em hàng Sam đó, bộ ngố nha, em sale 89.000. Em sale rẻ luôn á, cái này nó còn lẻ có mấy bộ à mấy chị ơi. Nên là sale nốt cho mấy chị luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em kim em mã A6 đi cả nhà. A6 hai bộ đồng em luôn. Nè, cái này nha bây giờ. A6 lên giúp em 89.000 ạ. A6 mấy chị hả? A5 lúc lại 89.000 vô nhà liền. A6 Mai Phương. Đây, em có con váy này nha mấy chị nha. Con này là hàng 250.000. Em không em bán mấy chị cọp đi rồi em chốt chưa? 250.000 nha, hôm nay em sale luôn cho mấy chị luôn. Con đầm này 119.000. 119.000, em có size M này. Lên liền cho em mã A mấy anh? 7. A7 dùng cho em 119.000 size M, hàng 250.000 nha mấy chị nha. Bên dáng dài luôn, con này mặc lên đẹp lắm nha. Hãy cũng có một con đó mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đi dùng cho em mã A7 kèm. Ở đây từ đầu đem coi size nữa mấy chị. Đúng rồi, A7 size có size S, size M nữa. Lên liền cho em mã A7 kèm size SML luôn cả nhà ơi. Trời ơi chị à. Gì cũng nổi. Chị mặc size L chốt đi nè, em bán luôn cho mấy chị luôn. Có đủ size SML. Lên liền cho em mà A7 kèm size lên giúp em ạ. Trời ơi, cái con này nó đẹp bá trái luôn mấy bà ơi. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn nha. Dáng dài dùng cho em kèm size vô. A7 SML đừng lên hơn 119. Dùng cho em. Lên liền cho em mà A7 kèm size SML. A7 kèm size giúp em ạ. A7 L rất đẹp trần.
Rồi lên liền cho em mặc A8 này cả nhà ơi. Đẹp A7 không? Kèm size với em đó chị, A7S cho tôi luôn rồi. Trời ơi đẹp chưa mấy chị. Lên liền cho em mặc A8 79.000 dùm cho em. A7 rồi ăn ăn lên. Rồi lên liền cho em mặc A8 79.000 size 52 đổ lại. Trời ơi đẹp lắm luôn đó nha. Hay. A7M Nhân Dương. Rồi lên liền cho em mặc dùm cho em A8 dùm cho em. Chốt em mặc A8 79.000. A7L Khánh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mặc A8 dùm cho em 79.000. Tranh thủ chốt lại mấy chị ơi, đẹp quá. A7S thưa Vương Đoàn có rồi à, A7 em chỉ còn S và M thôi mấy chị ạ. Rồi liền cho em mặc A8. A7 em chỉ còn S và M thôi ạ. Rồi cái dùng cho em mặc A8 dùng cho em A8 nha mấy chị nha, A8 79.000. Hốt lẹ mấy bà ơi, đẹp như thế nào. Đó trần. Nha. Lên liền cho em mặc A7S cho liền lên. Chốt liền cho em mặc A8 dùng cho em. A8 79.000 lên giúp em ạ, A8 Lan Nguyễn. Rồi lên liền A8 lên giúp em 79.000 mới vậy, A7CM lúc nãy 119 cho Lê Thu. Rồi cái dùm em mã A9 kèm size SM 89.000, hàng cao cấp nha mấy chị nha. Mấy bạn nào bán số là biết cái test này đúng không? Đây, bán số là biết cái tay này rất là xịn luôn, hàng xịn lắm mấy chị, chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em A9 dùng cho em, lên liền cho em A9. A9 size S, size M, em sale 89.000 dùng cho em. Chiên quái này đi sỉ lúc nào cũng trên 125.000 hết trơn cả nhà. Trên 125 hết nha, em sale 89.000, A9 kèm size SM. A9 S cho Thủy Thủy Trúc Vân. A9 kèm size SM dùng cho em. Rồi, hôm nay sale mới chỉ có quần ống la này. A9 kèm size SM là cho em 89.000 ạ. A8 79 cho Bảo Ngọc. Rồi lên liền cho em mã A10. Xe chị hôm nay xe tặng với chị 119.000 luôn. Lên liền A9 size M là ngàn tiên trang. Rồi lên liền cho em mã A10 nguyên cái set lê này, em xe với chị 119.000, vừa bán vừa tặng luôn nha. Cái này không có nhập được giá sỉ. Cho Lê Thúy Diễm. Không được nhập giá sỉ giá này luôn á, không mà đã sale rồi bóc sale hết cho mấy chị luôn. Rồi lên liền cho em mã A10 dùm cho em 119.000 set lê luôn mấy chị. Xét le nha, quần là hàng u mì nha, không phải là hàng phun nha, u mì. Rồi lên liền cho Nguyễn Anh Thư. Rồi lên liền cho em mã A10 dùm cho em 119.000 luôn. Lên liền cho em mã A10 dùm cho em 119.000 dùm cho ai. Chút liền cho em mã A10 đúng rồi, cho chị Hiền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A10 xét le dùm cho em đi cả nhà. A10 bao nhiêu? A10 119.000. A10 có 1.119 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã A10 dùm cho em. A8 79.000 chị Bảo Ngọc có rồi nha. A10 119 mấy chị, A9 em hết rồi. A10 sẽ là 119 luôn cho em. Em lên một cái test siêu phẩm nha. Rồi lên liền cho em mà A11 dùng cho em 159.000 nè. Đây cái này mấy chị gài nút lại dùng cho Hải nha. Xem mà kèm quần nè. Rồi đây, set này là hàng đẹp nha mấy chị nha. Hàng người ta bán 2XX đổ lên lận nha. Hôm nay em xem mấy chị luôn 159.000. 50% chung ha, mình mặc size S, size M, size L đều được hết. Lên liền cho em mã A11 dùm cho em 159.000. Duy nhất là có mấy set thôi, hàng cao cấp nha. A10 Hoàng Oanh. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, gài nút lại dùm cho em nè. Quần của nó có chung nha, được có vài set thôi mấy chị, không có nhiều nha. Lên liền cho em mã A11 dùm cho em 159.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã A11 159 được có 3 set không? 3 set nha. Set này hàng cao cấp mấy chị ơi, không phải hàng thường nha. Hàng đẹp lắm mấy. A11 159 lên giúp em ạ. A11 Nguyễn 159. Rồi lên liền cho em mã A12 nè cả nhà. A11 cái màu nâu 159.000 lên giúp em nha. Rồi lên liền cho em mã A12 nè. Xe luôn cho mấy chị cái con áo hàng mặt tuyết dung này. Hôm nay em xe cho mấy chị với giá là 69.000. Lên liền cho em mã A12 69.000. Hàng phong mặt tuyết nhung nha, cái mẫu này em bán nhiều quá rồi mấy chị nha. Hàng mặt tuyết nhung này bán rất là nhiều luôn. Mà bây giờ không có hàng để bán mấy chị ơi, mà nó còn lẻ là cũng sale cho mấy chị luôn nha. Bữa nay người ta đâu có hàng ra đâu mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em A12 Biển Nguyễn. Mẫu này nhiều lắm luôn, lên liền cho em mã A12 đi. A13, A21, A16 đi cho em ạ. 69.000, lên liền cho em mã A12, 69.000. Trời ơi, em nói là bà nào không chốt cái set này là tiếp bán chị luôn á. Khách nào nhận cũng hỏi phải có về ít bữa hay có về hàng cao cấp nữa hay không nha. A12 ăn lên. Rồi lên liền cho em mã A13 size M dùm cho em. A11 159 cho Mai Thị Huy. Rồi lên liền cho em mã A13 size M 159.000. Phải nói thật luôn, cái set này nó đẹp lắm. Cái áo của nó là kiểu như áo này A12 cho Huỳnh Thật.
Hình Thảo Nguyên nha. Cái kiểu áo nâu này là y như con áo Hải đang mang nè mấy chị. Rồi lên liền cho em A12 size M. A13. À quên, A13 size M dùm cho em. A12 hai cái cho Nguyệt Nguyên. Rồi lên liền cho em A13 size M 159.000 con set nè. A12 Duyên Dương. Lên liền cho em A13 size M. Rồi lên liền cho em A14 size S 159. A12 này lên. Rồi lên liền cho em A14 size S 159. A12 liễu xa. A12. Rồi lên liền cho em A14. A14 size S nha, 159.000 duy nhất một set. Cái hàng này lẻ luôn mấy chị ơi. Thật sự luôn, cái hàng này nó đẹp lắm, hàng cao cấp em like nha, mà nó còn có set à. Một set thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em A14. Size S dùng cho em 159.000. Lên liền cho em A14 nha, A14 dùng cho em. A14 xe 159 lên giúp em cho Lan Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A15 dùng cho em một con quần ống lê nha. Sale cho mấy chị luôn. Hôm nay sale cho mấy chị cái quần này 69.000 đi. À, hết hàng luôn nha, không có về lại loe nữa nha mấy chị. Bán quá chịu bán luôn rồi. Rồi lên liền cho em tặng mấy chị cái quần ống lê này 69.000 luôn. A mấy anh? A15 dùng cho em, 69.000 quần đen lê dùng cho em. Lên liền cho em mã A15, size S, size M, size L đều mang được hết nha. Xem mấy chị 69.000 hôm nay cắt mẫu luôn nha. Cắt mẫu nha. Ừ, còn mấy lê cho bờ bờ. Đất mẫu nha, không bán nữa đâu. A15 dạng hàng Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã A16 dùng cho em 89.000 nè. Rồi lên liền cho em mã A16 89.000. A15 cho Phương Lê. A12 lúc nãy em còn một con màu đen được không chị Đài Trang Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã A16 89.000, set này phải lấy mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A16, set lụa dùng cho em một con áo nè. Xong rồi kèm cho mấy chị một con quần nha, form 60kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã A16 89.000, có 3 set thôi. 3 set, 4 set, 5 set gì đây mấy chị. Rồi lên ok liền chị Đài Trang Nguyễn nha. A16 89.000 lên giúp em mã A15 69 cho Hoàng Oanh. Rồi hôm nay xem A16 89.000 lên giúp em cho Tôm Phúc. Sáng nào 16 lên giúp em 89.000 đi ạ. Hôm nay sale cho mấy chị một con áo bèo này nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Sale luôn cái con áo bèo này luôn. Hôm nay tặng mấy chị con này 79.000. Rồi lên liền cho em mã A17 dùng cho em 79.000. Con này form cho mấy chị 55kg đổ lại men ok. Con này em bán tặng luôn nha mấy chị nha. Hôm nay sale mấy chị 79.000. Con này là hàng 129.000 đó. 129.000 mà con áo này á, của nó là chắc hàng linen nha. Hàng linen dùng cho em, không phải là hàng thường nha mấy chế. Hàng linen dùng cho hả. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã A17 dùng cho em. A17 nha. Xả luôn cho mấy chị 79.000 một con áo bèo màu kem nè mấy chị. Bèo kem ha. Lên liền cho em mã A17 dùng cho em. A17 dùng cho em 79.000. Xem like chấm tương tác. A17 lên giúp em 79.000. Lên liền cho em mã A17 79.000. Lấy vừa xem like vừa chấm tương tác lên giúp em. Nói chị A17 sừ mi. Lên liền cho em mã A17 79.000. A17 là một kem 79.000 giúp em ạ. Này cái này em có mỗi thứ một set này mấy chị. Giờ không biết chị nào ôm em cho ôm. Đơn điện thoại là đi rồi chị Huyền Nguyễn ơi. Mà chị không nghe máy đâu ạ. Rồi lên liền cho em mã A18 dùng cho em này mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A18 99.000 có set nè. Lên liền cho em mã A18 99.000 có set duy nhất thôi, một set nha. 99.000 lên liền cho em mã A18. Cái hàng này có mỗi thứ một set thôi mấy chị. A18 lên giúp em 99.000 mấy chị ơi. Không, em cho mấy chị ôm set nè. Mỗi thứ nó có một set à. 19 dùng cho em này. A18 bờ bờ. Lên liền cho em mã dùng cho em 19 dùng cho em. Cái này chị có vài set này em lấy không? A19 dùng cho em 89.000, cái này hàng lẻ chị sao? A19 là 89 rồi. A19 99.000 rồi. Này chị có mấy ôm xét cho bờ bờ nè. Đó. Cấp vô cho để lộ. Này mỗi thứ nó có một xét không? Này. Ôm xét cho bờ bờ ha. Là được có mấy xét thôi hết rồi nha. Nếu vừa xem like vừa chấm tương tác thì chia sẻ like với em mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã 20, xả luôn mấy chị 89.000 hàng NGN. NGN nha, hàng mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em cái mã này là mã mấy? 20. Mã 20 dùng cho em 89.000. Cái set này mặc lên form nó đẹp lắm cả nhà. Thực sự luôn, nếu mà bạn nào mà biết hàng NGN là biết nha. Hàng này phải mua trên 300.000 một set nha, hàng NGN này.
Mặc dù là em bán rẻ lắm mấy chị nha, giá em bán toàn là giá hàng xưởng không mấy chị nha, nhưng mà hàng tất cả là đều hàng chuẩn hết đó. Đây này. Tổng cộng mua nhân sách nha. Nha, hàng LNG này kia mà em bán 89.000 đó. Tên liền cho em mã dùm cho. 20 là như em 89.000 đó. Tên liền cho em mã 20 89.000, em bán hàng này mấy chị 89.000 thiệt luôn ấy. 20 là như em gì ạ? 20 cho anh Nguyễn. Mấy chị còn không mua được cái áo luôn ấy. Xếp một cái mã 20 à, 20 Hiếu Nguyễn. Em cho chị xếp dấu cho em. Chụp hàng cho đi. Được hàng mấy chị được 20 là chứ em ạ. Còn lên liền cho em mã 21 dùm cho em nè, 89.000 luôn. Lên liền cho em mã 21, 89.000, xếp gấu dùm cho em. Còn lên liền cho em mã 20 cho em bùi. Rồi lên liền cho em mã 21, 89.000, xếp gấu, ngố gấu hàng hàng Sam nè mấy chị, 60kg đổ lại mẹ 20 nào bi. Hàng Sam nha, hàng Sam luôn đó, hàng này đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 21, 89.000 dùm cho em. Hàng Sam nha cả nhà nha. Các bà theo dõi tôi là 20 là Nguyễn có rồi à. 20 là như em cho Phương Lê. Rồi lên liền cho em mã 21, bộ ngố gấu dùm cho em nè. Hàng Sam nha, 89.000. Bây giờ hỏi lúc nào mua rẻ hơn ngồi cũng 5-6. 21 là bộ ngố gấu mấy chị nhá, 89.000 à. Mấy chị lên đúng mã, đừng lên mã 890 mấy chị ạ. 21, 89.000 dùm em ạ. Trời ơi, chị Nabi lấy cái set này may nè, chị Nabi đẹp lắm nè. Lên liền cho em mã 21 cho Hoàng Mai. Rồi lên liền cho em mã 22, 89.000. Trời ơi, 21 Trần Linh. Cái set này xịn lắm á chị. Không phải là như cái set mà thường mà hàng mà người ta cháy hàng 20 người ta em hết rồi mấy chị nhá. Chạy hàng số lượng đâu nha. 21 Phạm Nguyên. Cái quần này về chế mặc cái khác cũng được luôn á. Lên liền cho em mã 22, 89.000. 60kg đổ lạc men ok, vải đẹp lắm nè, hàng 3. Dạ lấy mã 21 bộ con gấu này mã 21 mới dạ. Lên liền cho em mã dùng cho em 22 dùng cho em. Có rồi Hiếu Nguyễn. Lên liền cho em mã 22 bộ ngố hồng dùng cho em 89.000, hàng đẹp lắm luôn nha. Siêu siêu đẹp luôn, vải đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em. 22 cho Nabi 2 bộ 89.000 nha, siêu đẹp luôn, nhìn tới cái tay. Lên mã 22 giúp em chưa. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em. Kim em mã 22, 89.000. 22 cho Mai Phương. 22 em còn một bộ cuối cùng 89.000 cho Tôn Phúc. Rồi lên cái bộ hàng cao cấp nha. Thôi mã 22 luôn á chị nhỉ. Chị Quỳnh Liên lúc nãy lay trước chị có quần đen 49.000 á chị ha. Mà nó tắt like rồi em không báo cho chị được á. Rồi lên liền cho em mã 23, 159.000. Em có tay S và áo quanh size M và size L. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 23. 23 kèm size S và size L dùm cho em. Một con quần ống sung nè. Kèm cho mình một con áo nè. Rồi lên liền cho em mã 23 kèm size nha. Size S với size L 159.000 dùm cho em. Thề cái quần nó rất là đẹp nha. Quần đẹp lắm mấy chị ơi. Kèm cho mình áo nè. Lên liền cho em mã 23 kèm size M và L nha. ML dùm cho em. 23 kèm size M và L lấy cho em 159.000 ạ. Yeah. 23 CL May Nguyễn 159. Chính là nó có một con L đó chứ, chứ được L không đó. Có cả S nữa đó. Lên liền cho em 23 kèm size S mà lấy cho em mấy chị ạ, bên chỉ còn S và M thôi. Đây còn con L này. Lên liền cho em mã 23 kèm size. Rồi lên liền cho em mã 24, 69.000 áo gió. 23 kèm size SML 159 giúp em, 23 CL An Lê. Rồi lên liền cho em mã 24 nha, tặng mấy chị luôn 69.000. Cái hàng này là em phải để dành đó mấy chị nha. 23 em chỉ còn S và M thôi ạ. Em về em chủ hàng để em lai dần dần á. Tại vì cái áo gió này mấy chị ơi, không kiểu như là lúc nắng mình cũng cần, lúc mưa mình cũng cần. Có như Quỳnh Liên áo gió mang sướng lắm. 23 chỉ còn S và M thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 24 dùng cho em 69.000. Em có được 2 con. 2 con nha, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 24. 24 cho Nguyễn Nga 69. Không có gì Quỳnh Liên ha. 24 cho em 69.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã 25 dùng cho em nè, 69.000. Rồi lên liền cho em mã 25, 69.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 25 dùng cho em. Chào em bán 69.000 mà em bán hàng lộ 1 nha mấy chị nha.
chứ không phải là hàng thường đâu. Bên trong của nhà em là hàng lót lụa nè, lót lụa nha, không phải hàng một lớp, mà nó không phải là cái hàng lót lưới đâu nha. Em bán 69.000 cái hàng này, mấy bạn đi mua sốt rồi. Hàng 200 đổ lên đó, hàng cao cấp nha. Lên liền cho em mã dùng cho 25 cho Hoàng Oanh. 25 dùng cho em đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 25. Không có chó hồng mã 25 lên giúp em 69.000. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. 25 Nguyễn Nga. 25 lên giúp em 69.000 nữa trời. 25 giúp em cho Bích Trâm. 25 lên giúp em cho Cao Châu. Toàn 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 mấy chị ơi, đẹp quá trời luôn nè. Hết mã 25 à. Con này nha, đây. Mặt đó là mình 24 lúc nãy cho anh ta trương áo màu riêu. Rồi lên liền cho em mã này là mã 26 nè mấy chị ơi, tặng mấy chị con này 69.000. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em. 23 lúc nãy CM 159.000 cho Niken. Kèm cho mình cái quần ống sung nha, mà bên trong là có lốt nè. Bên trong có lốt nha, mặt ép, mặt mờ, mặt lời cũng được, em tặng mấy chị 69.000. 69.000 mấy chị ơi, được cái quần ống sung nha, quần ống sung đen dùng cho em. Bên trong có lốt này, không phải là hàng mỏng đâu nha, tặng mấy chị 69.000. Lên liền cho em mã dùng cho em hai mấy. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em hai con. 26 xếp màu đen lên giúp em 69.000 đi à. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em, được cái quần ống sung đó mấy chị, đẹp lắm luôn nha. Cái quần ống sung đen có lốt bên trong luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em 26. 26 lên giúp em 69.000 đi mấy chị ơi. Lên liền xếp đen mã 26 ha. 26 Nguyễn Nga. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27, 119.000 em có được 2 xếp. Lên liền cho em mã 27, 26 đẹp thế mà mấy chị, 69.000. Cái quần nó không có mua được 69.000 luôn ấy. Một con quần ống sung màu đen á, mình mua về mình phối rất là đẹp luôn. Ống sung màu đen nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 27, 119.000 có được 2 xếp nha. Một con áo vạt bầu nè, một con quần nè mấy chị nè. Quần caro ha, size S, size M đổ lại men ok. Lên liền cho em mã 27 dùng cho em 119.000 có được 2. 27 Tư Trương, 27 Võ Hiền. Rồi lên liền cho em mã 27 à. 28 dùng cho em 119.000 luôn. Lên liền cho em mã 28 119.000 có con. Một con đầm caro nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 28 dùng cho em 119.000 đầm caro có cái phân xả luôn mấy chị 119.000. 27 em hết lên mã 28 lên cho em đầm caro xanh 119 ạ. Rồi cái này xếp 34 hàng bôn nè. Xếp 34 hàng bôn. 28 Minh Thảo. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 20. 29 xếp 34 159.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã mấy? Mã 29 dùng cho em 159.000 xếp 34 nha. Một con sơ mi bèo nè. Hàng bôn nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo nè. Xong rồi kèm cho mình một con chân váy nha. Chào lấy thì chú phải dùng cho em mã 29 dùng cho em nè. 29 nha cả nhà nha. 29 dùng cho em 159.000. Sai mấy chị 52 cái đổ lại. 29 là Hà Thiên Trang 159. 159.000. Chị hết bikini rồi em ơi, nhà chị có chuyên bikini đâu. Ai chứ với em 159 HD trần. Chị xả là hết rồi. Không mà còn nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em cái mã này mấy chị, nguyên một set này luôn. Xả luôn, tặng luôn cho mấy chị cái set này luôn 69.000 nè. Rồi lên liền cho em mã mấy hả? 30 69.000. Rồi lên liền cho em mã 30 69.000 dùng cho em ha. Size cho mấy chị 55 cái đổ lại men ok, cho em mã 30 69.000. Một set, hai set, ba set dùng cho em 69.000. Mã 30 lên giúp em set 69.000 đi ạ. Lên liền cho em mã 30 69.000. Ê mấy chị ơi, em có mấy con áo phông này em theo luôn cho mấy chị luôn nha. Theo không bóc mẫu dùng cho em nè. Đây em có mấy con áo phông 30 này. Cho chị Huyền Nguyễn rất mới mà kèm số điện thoại với em đi mấy chị ơi. Em theo luôn mấy chị 69.000 luôn, 31 69.000. 30 là Hà Thiên Trang, 30 An Lê. Rồi lên liền cho em mã 31. 30 lên giúp em cho chị Ly Rooney. Em theo 69.000, chị nào ưng ôm thì ghi ôm nha. Đây mỗi mẫu em có một con sale nốt mấy chị 69.000. Hàng này là
89950 nha. Có những mẫu đây này, cái mẫu này là 100 mấy này, 119 ngàn. Khi nào khách mới cứ ăn chồng đủ đơn trên 89 ngàn để thứ sáu lên đi đơn luôn nha. Em like là 119 ngàn nha, em xả luôn mấy chị 69 hết 30 à. Rồi lên liền kem mã dùng kem 31 dùng kem này, xả luôn mấy chị 69 ngàn nha. Chèo lấy thì chốt liền kem mã 31 69 ngàn. Áo thun của Nhã là yên tâm nha mấy chị nha, toàn mẫu mới không, và hàng của nó là hàng ta bao nha mấy chị nha. À, nói không với là chắc khi tư này. Em xem mấy chị 69 ngàn. Lên liền cho em chị nào ưng ôn phong đi, chị ôn phong dùm cho em. Xả luôn mấy chị 69 ngàn. Có mấy con thôi nè? Không bốc mà. Không bốc nào cho bạn nào ôn. Ôn 69 vô đoàn Lan Hương. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp trắng dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã xếp trắng nha cả nhà nha. Xếp trắng này 69 ngàn. Trời ơi nó đẹp. Quần có lót này mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã xếp trắng dùm cho em ha, 69 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã xếp trắng dùm cho em. Ôm 69 là hả? Cái nó bị gì à? Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã xếp dùm cho em. 32 dùm cho em nè cả nhà. Cái này về cọt lại nha. Thì em thấy cái quần nó đẹp thật luôn á mấy chị nha, tại vì em thấy cái quần siêu siêu đẹp luôn nè. Bên trong là có lốt nha, cái áo này thì kiểu như là mình mặc có cái quần nó mặc vô trong như thế này rồi mấy chị, nên là không có hở nha. Lên liền trắng mã 32 lên giúp em à, 69 ngàn mấy chị ạ. 69 ngàn lên liền cho em mã 32. Áo hãy mặc bên trước hãy like rồi mấy chị, thấy đẹp nên là hãy lấy á. Đi rồi chị Phương tốt ơi, tất cả các đơn trên 89 ngàn đủ đơn em đi hết hôm nay rồi chị ạ. Dục hàng với em hàng lên tốt đi. Mã 32 lên giúp em, xếp màu trắng 69 ngàn lên giúp em. Lên liền cho em mã 32 nha, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 33 dùm cho em, tặng mấy chị con này 49 ngàn. Thề luôn, chắc siêu mát nha. Chắc em nói thật luôn là siêu mát nha mấy chị nha. Siêu đỉnh luôn cả nhà. Cái vải của nó rất là mát luôn, mà nó là dày tay nha. Chị nào mà thích mặc dày tay lấy liền đi mấy chị nha. 33 tặng mấy chị bao nhiêu? 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 33 dùm cho em, 49 ngàn. 33 lên cho em 49 ngàn nha. Nè, bà nào lấy con áo này 33 An lên. Con áo này tôi nhập vô hàng trên 100 ngàn đó mấy bà, 100 mấy ngàn luôn, 119 ngàn hết. Lên mã 33 lên cho em 49 ngàn áo màu đỏ mấy chị ạ. 34 phải luôn, 79 ngàn. 33 cho hậu ngon. Thấy con này đi hàng rất thật luôn á, bạn nào đến sốt lấy con này nha. Đừng có dở vậy ta. Rồi lên liền cho em mã 34 dùm cho em. Lên liền cho em mã 34 nha. Em tặng luôn cho mấy chị luôn. 33 hậu ngon có rồi, An Lê có rồi ạ. 79 ngàn ha, lên liền cho em mã 34. Á con hổ ấy, đẹp lắm luôn, phải nói thật ấy. Con này hải việt chắc cũng phải là 50-60 con á, em còn được tiền đây nè. Tặng luôn đi mấy chị. Lên liền 34 lên giúp em 79 ngàn cho Mai Nguyễn. Lên liền cho em mã 34 dùm cho em 79 ngàn. 34 là áo đỏ, bông đỏ có hình con hổ mấy chị ha, 79 ngàn ạ. 34 79 ngàn lên giúp em cho Đoàn Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã 35 xả luôn mấy chị, cái bộ này 99 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã 35 99 ngàn. 34 79 cho An lên. Thì có những mẫu mà cái này riêng cái mẫu này nha mấy chị nha, bán lỗ phải là con này nhập vô hàng 150 đâu mấy chị, 150 nha. Bây giờ xả mấy chị 99 ngàn. Vải đẹp lắm, cái bộ mặt cười này 34 79 cho Phương Hoàng. Bộ mặt cười này hốt lắm luôn á nha. Em xả 99 ngàn. Lên liền cho em mã 35 dùm cho em Nguyễn Kim Dung là 34 chứ không phải là 35. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Trời ơi, em bán cái bộ mặt cười này mấy chị ơi, em xả luôn mấy chị 99 ngàn. Lên liền cho em mã 35 99 ngàn. 34 79 cho Nguyễn Kim Dung. Rồi lên liền cho em mã 35 99 ngàn dùm cho em. Chốt cái dùm cho em mã 35 99 ngàn, không có lên dài nha mấy chị ơi nha. 35 99 ngàn lên giúp em đi ạ. 35 cho Ken Ken. 35 bộ màu trắng lên giúp em, 90 cái mặt cười 99 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 35 99 ngàn cho Trần Thảo. Mấy chị ơi xem like cho em, xin nút tương tác cho mấy chị nha. 35 Đoàn Lan Hương. Rồi lên liền cho em mã 36 89 ngàn. Lên liền cho em mã 36 89 ngàn. 35 HD Trần 119 ngàn nha, 119 ngàn. Lên liền cho em mã 36 35 Nguyễn Nga. Rồi lên liền cho em mã 36 xem mấy chị 89 ngàn bộ múc liền mấy chị. 35 Phương Hoàng hết 35 ạ. Con áo thun này thường thường em đã like là 8995 rồi, bây giờ có thêm cái ngố nữa mấy chị, quần ngố nữa mà bán có 89 ngàn.
nha, coi như tặng cái quần ngố luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 36, dùng cho em 89.000. 36 Tôn Phúc. Rồi lên liền cho em mã 36. Sớt ngố áo sọc mã 36 giúp em 89.000. 36 89.000 dùng cho em. Cho em mã 36 bộ ngố 89.000 dùm cho em. 36 giúp em 89.000 mấy gì ạ? Rồi lên liền cho em mã 37 dùm cho em. Chúc em mã 37 cái váy nâu này nha. Hôm nay em sale tặng mấy chị 79.000 size M. Rồi lên liền cho em mã 37 size M dùm cho em. 37 size M nha, một con váy này. Con này dễ thương lắm nha, có túi đây cho mình. Có túi nha. Cố gắng người xem live bởi tương tác với em mấy chị ạ. Mã dùm cho em 37 dùm cho em, xem mấy chị 79.000 có 3 con. 37 79.000 lên giúp em nha. Có 3 con thôi nha. Giờ lấy chút thì dùm cho em 37 dùm cho em. 3 con duy nhất lên liền cho em mã 37. Xem live tương tác với cả nhà ơi, tương tác với. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 38 size S nè, tặng mấy chị 89.000 con siêu phẩm. Con nằm đi tiệc. Người xem live người tương tác với chúng em đó mấy chị hả? Con nằm đi tiệc nha. Con này mình bán live mình bán 89.000, cái đi tỷ là hàng 300.000 đó. 300 nó mấy chị, một con nằm đi tiệc màu nâu. Màu nâu nhưng mà bùng cái nó size S thôi. Lên liền cho em mã ba mấy anh? 38 dùm cho em đi cả nhà. 38 lên chúng em nằm màu nâu 89.000 ạ. 36 là buồn uống. 36 lúc nãy 89.000 cho vợ nội. Rồi 139.000 được. Ba bộ. Ba bộ nha. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em. Lên liền nha, mã 40 139. Set bill chị nào hỏi em set bill nè. Nha, lên liền cho em mã dùng cho em. 37 là 79. 37 79 cho Thiên Ngọc Khánh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 set bill nha. Set bill dùng cho em. Tặng cho mấy chị là 139.000. Cái này hốt rồi mấy chị ơi. Mã 40 lên cho em set bell lên cho em ạ. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em có set à, có được 3 set không mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em 129.000. Lên liền cho em mã 41 129 set hồng dùng cho em. Set chân váy hồng đuôi cá nha mấy chị nha, duy nhất một set này. Lên liền cho em mã dùng cho em. 38 89.000 cho nhà hàng Lê là màu đâu á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 129.000 một set nha. Trời tôi bán toàn hàng hot mấy bà ơi. 40 có một set thôi nha. Lên 40 với em 129 ạ. Cái set 40 đúng hết luôn ấy. 40 là hàng u mì. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em nè. 41 này sale mấy chị 99.000. 41 này như là hàng 169.000 á. Cái quần của nó là chắc hàng kaki nha, không phải là hàng thun này. Con này là hàng kaki nè. Ở đây theo cho mình nè. Nha, nghĩ sao 41 không lấy mấy chế ơi. Em về mấy chục set luôn á mấy chị, mặc toàn đúng duy nhất một set luôn rồi nha. Chị cố gắng bờ sang lao rồi tương tác với em đó mấy chị ơi. Cái cục này là của hàng xã mấy chị, hàng khác không nghe máy á. Như cái bộ này là hàng 160.000 nè. Nha, em xã mấy chị 99.000, có một bộ duy nhất ấy. Trời ơi, nghĩ sao cái bộ 41 mà không 41, 129 cho Tôn Phúc. 41 là em đập nó mua đó. 41 là 129.000 đó. 42 là 99.000. 41129 thì Tôn Phúc có rồi không? Trời ơi. Giờ lấy cái liền mã 42999 cho em. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em nè cả nhà. Lên liền cho em mã 43 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em 49.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 43 nha, 49.000 size cho mấy chị 55 cái đổ lại chị nào mặc đi làm nè. Đi làm cho mấy chịu nha, một con áo hàng tao 43 hành phạm. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em tặng mấy chị 49.000. Lên liền cho em mã 43. 43 lên cho em 49.000 cho Mai Nguyễn. 43 cho HD Trần. Chắc à, còn áo khoác không Hải chắc me à. 43 đợt Hà Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã 44 dùng cho em nè. Chúc em mã 44 89.000. Rồi lên liền cho em mã 44 89.000 dùng cho em. 43 Lão Thảo. 42 là xếp hồng. Rồi lên liền cho em mã 44. 43 Võ Hiền. Lên liền cho em mã 44, 89.000. Lên liền em mã 43 Trung Thân. 44 là hàng 3158 nha. 3158 nha. Đã hiện máy 43 chứ không phải là 43. Ok, rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 43 cho chị Mỹ Hiệp.
Và ra liền cho em mẫu 44 áo thun trắng dùm cho em hàng 3158 89.000 44 89.000 dùm cho em. Em chụp cho chị là con áo 43 bé nhỏ. Con quan hàng ở đây em. 43 tiền Nguyễn. Hết mã 43. Lên mã 44 áo trắng 89.000 nha bây giờ. Rồi lên liền cho em mã 45 dùm cho em 99.000. Còn một mẫu cuối cùng luôn á. Cái nào em quên like mấy chị nha. 44, 89.000 lên giúp em ok bỏ hiện nha. Rồi lên liền cho em mã 45 99.000 duy nhất được có 4 con cuối cùng hết áo khoác nha. 43 em hở hết rồi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi dùm cho em mã này là mã 45 dùm cho em 45 nha cả nhà nha. 99.000 hết sạch luôn rồi đó mấy chị. Không còn mẫu nào luôn á. Thì con áo khác 45 hình phạm 99.000. Đúng rồi đó mấy con áo khác này nè. Đó áo khác này nè. 45 nó có một con mới chị hả? Một con áo khác sọc thôi. Chị con áo khác mà ở ngồi cùng bố kìa. Ở ngoài đó nó có màu hồng á. Chị biết chị. Màu vàng chứ. Đây con này em được có vài con nha. Em bán đi ăn cho mấy chị nha. Ủa 45 này còn ra đây rồi. 45 này 46 em tặng mấy chị 99.000 nha. Dạ chưa nghe em đọc tên mã 45 đó là mã 45 với em 99.000 đi à. Cho biển Nguyễn 99.000 một con em tặng cho một chị nè. Lấy liền cho em mã 46 99.000 có 1 con thôi. 45 Hà Nguyễn 46 một con chốt đi nha. Chị nào mà bữa giờ chưa không có chốt kịp thì chốt đi nha mấy chị nha. 46 duy nhất một con tặng 99.000. 45 Nguyễn đi nha. Rồi lên liền cho em mã 47 99.000 có 2 con. Về nha. Ngày hết rồi mấy chị ơi, hết ngày rồi đó. 45 chị Xu. Rồi lên liền cho em mã 47 99.000 có 2 con. 47 nha, 2 con 99.000 chợ bán nhập à. Lên rồi mua 99.000 về thanh lý cũng có lãi nha mấy bạn ơi. 46 đàn Hà Thiên Trang. 48 99.000 cho cái này để có để lại một con mặt cái này. 47 anh Mi chiêu 47 với anh Mi Út. Cái này mấy chị thấy thì anh tặng trang demo không mấy chị? Thấy trang demo mới mặc đi Đà Lạt không? Lên liền cho em mã dùng cho em đi. Con này đẹp quá à. Bốn mấy anh? 48 mình lấy một con này màu nào. Lên liền cho em mã 48 tặng mấy chị luôn 99.000 con còn mấy cái ngồi đó em như còn một đứa còn hai cục đúng không? Còn lên liền cho em mã dùng cho em ước sợ ơi mình sẽ lấy một con này hay em vừa cái cục lên xong đó chị em vừa mấy cái này nhiều đó lại đây cho chị 48 lên cho em 99.000 46 em hết rồi. Lên liền cho em mã 48 48 HD Trần 48 Phan không 48 lên như em Nguyễn Lina. 48 về Phương Loa. Cho gì Hoàng Oanh nhà mặt 48 Hoàng Oanh. Nó phải là lên dài nha. 48 An An lên. Nó không phải là lên dài nha cả nhà, nó là kiểu như là dạng lên mông ấy. Lên mông. 47 em nói là 48 đằng Hà Thiên Trang. Nó sẽ xẻ bên hông cho mình. Xẻ nha, cái này mấy bà mặc quần ống len nó thật luôn á, đẹp lắm luôn. Ôm người rất là đẹp nha, con này em bán 48 Hồng Phúc Nguyễn. Em tặng mấy chị con này 39.000. Lên liền cho em mã 49, 39.000. Rồi lên liền cho em mã 49, 48 Quỳnh Liên. Lên liền cho em mã 49, 39.000. 48 Trúc Trần. Sẻ nha, này mặc quần le đẹp lắm. Mặc quần le siêu siêu đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùm cho em 49, 39.000. Về mặc quần le nha, mặc quần ống le đi. Nó sẽ tà hai bên cho mình nè. Lên liền cho em mã dùm cho em 49 dùng cho em, 39.000 dùng cho anh. Nghi bỏ còn cuối đấy, bỏ rồi nó mưa bỏ. Còn lên liền cho em mã 50, 69.000. Lên liền cho em mã 50, 69.000. Chốt liền cho em mã 50, 50, 50, 69.000 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 50, 69.000. 49.000 cho Ninh Điền. Còn lên liền cho em mã 50 dùng cho em. 50 nha cả nhà ơi, 69.000. Lên liền cho em mã 50, 69.000 dùng cho anh. 50 nha, 69.000. 49 cho Trong Trân. Còn lên liền cho em mã 50, 69.000 dùng cho em. Có mấy set rồi? 49 Bảo Lam Trương. Mấy chị mua cái set này nè mấy chị, 69.000. Mình chỉ mua được một con áo thun thôi, hãy lấy hộp ấy.
nha. Cái này coi như là tặng mấy chị thêm một cái quần luôn, mà cái quần này mình mặc với lại cái này, mình có thể phối với lại áo thun này, phối với lại áo ba lỗ này nha, lên liền cho em mã dùng cho em. Ok đúng rồi chị Thanh Huyền, tất cả cái đơn mình nên nói chị không thiếu là đi hết rồi mà chị hả. Thì cái vậy mấy chị cứ tắt riêng ra men cho Hải nha. Con áo thun này thường thường Hải lai bèo bèo nhiều nhiều cũng đã là hàng 79 rồi. 50 đồng Phúc Nguyễn nha. 79.000 rồi nha. Cái áo đá này mấy chị, áo đá nha. Bây giờ người ta tặng thêm cái quần nữa mà chỉ có 69.000 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã dùng cho em mà dùng 50 cho Hồng Phúc Nguyễn thêm một set nữa là 2. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 69.000 dùng cho em. 50 cho em 69.000 à. Hai màu hồng. Còn có mấy cái 50.000 lên. Rồi lên liền cho em. Ok chị Trần Thị Mai Trang biết rồi chị, lên khoảng 50-69 ngàn set áo vào đâu ạ? Hàng khác này nè, em coi toàn cái gì trong đó này. Em coi bóc này, em coi cái gì em đem vô một lần luôn. Mà cái chị chốt luôn một lần. Cái vàng nó hình như em thấy còn lại 4 cục lần. Rồi lên liền cho em ạ. Hả? Máy rồi, xe máy rồi. Rồi lên liền cho em mã 51 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 51 dùng cho em 99.000 nè. Lên liền cho em mã 51 99.000 dùng cho em. Em sale là hết luôn đó mấy chị nha. Từ đây tới hè chắc không có áo khoác nữa cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em 51 Hồng Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 51 99.000 lẹ đi cả nhà ơi. Mấy con này mặc đẹp lắm luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đơn này thứ 6 đi thì lên ha. Rồi lên liền cho em 99.000 ạ. 99.000 dùng cho em một con áo khoác bơm bơ nè. Mấy con này mặc đẹp lắm luôn mấy bà ơi. 99.000 không bao giờ có luôn ấy nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 51 dùng cho em. Thì con bơm bơ nó phải nó xịn ơi là xịn luôn. Lên liền cho em mã dùng 51 lỗ có màu hồng bây giờ 99.000 ạ. 51 lỗ khoác màu hồng nha, 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 51. Gió vừa xem like vừa tương tác lên cho em đó mấy chị hả. Lên liền cho em mã 51 dùng cho em đi cả nhà. 99.000 dùng cho em, chốt ngay vào liền dùng cho em 51. À, đơn này chủ nhật đi hay sao mấy chị ạ, đơn này thứ 6 đi á. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em nè, 69.000. Lên liền cho em mã 51 cho Trúc Trần. Rồi lên liền cho em mã 52, 69.000. Trời ơi mấy chị ơi, 99.000 mấy chị mua 2-3 cái về mang. Không tội gì mà mua một cái đâu, con đó mấy chị mua ngồi tới 300.000 mà. 51 mình lên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 52 dùng cho em, 69.000. Lên liền cho em mã 52, 69.000 dùng cho em. 52, 69.000. Chốt liền cho em mã 52. 52 dùng cho em, 69.000 dùng. Ok chị đi Ken nha, 51 cho Phương Nguyên. Rồi cái quần này em bán 69.000, 53, 69.000 size S này. Bây giờ bán đi mấy chị, lúc mặc mấy chị lại hỏi á, cái quần này lên đẹp lắm. Đây nha, nhưng mà em chỉ còn được size S thôi thì em bán size S cho mình nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, ở đây nó có túi cho mình nè. Lên liền cho em mã 53 dùng cho em. Size S dùng cho em, tặng mấy chị 69.000. Con quần này lên form đẹp lắm. Rất rất là đẹp nha. 51 quần lên có rồi ạ. Lên liền cho em mã 53, 69.000 dùng cho em. Lên form với cái quần em đang mang. Mấy chị mặc quần nâu này đẹp lắm. Lên liền cho em mã 53 dùng cho em, 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 53, 69.000 nha. 53 Hồng Phúc Nguyễn hai con. Chốt liền cho em mã 53, 69.000. Lên mã 53 giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã 53 mèo miêu. 53 dùng cho em, bán cái quần này 69.000 mấy chị. Chị nào có đơn có gắn cộng đủ đơn trên 89.000 để thứ 6 em đi lên mấy chị nhá. Quần này mà bán 250.000 đó mấy chị, chắc này nè. Chắc 53 này 53 hèn bùi. Chắc này nó không hề rẻ nha cả nhà nha. Không hề rẻ nha mấy chế. Lên liền cho em mã dùng cho em 53 dùng cho em. 51 có khoác màu hồng cho chị à. Lam Yên. Ủa cái cục đó mới vừa chốt cho ai mà. Cái cục này nè. Cục ở dưới cái xét á. Còn lên liền cho em mã dùng cho em 54 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 54, 69.000. Chốt liền cho em mã 54, 69.000. Trời ơi cái này đẹp nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 53 Nguyễn Hồng. Lên liền cho em mã 54. 53 Vinh Dương. 53 Thắm Lê. Chúc em mã 54, 69.000. Trời ơi mấy chế ơi, tôi bán hàng mà tôi chẳng em cái xếp này 69.000 luôn á. Bà không chốt bà tiếc luôn. Đông hay là đi rồi chẳng việc la. Rồi lên liền cho em mã 54, 69.000.
cái bộ 54 thôi chứ em 69 ngàn giá đây trần. Cái này có một cái hay sao vậy? Đờ lơ liềm cho em mã 55 dùng cho em 139 ngàn. 54 cho đi cho em. Cái con này của em là nó là hàng hai lớp nha, hai lớp nha cả nhà nha. Lơ liềm cho em mã 55. 54 11. 55 dùng cho em 139 ngàn. Nó là hàng hai lớp nha, không phải một lớp nha mấy chị nha. Bình thường em bán một lớp đã là 139 ngàn rồi. Cái này em nhập được hai lớp thì giá rẻ nha. Lên liền cho em mã 55 139 ngàn. Size mấy chị 60 kg đổ lại men ok. Có một con nha, một con nha cả nhà nha. 54 cho Phúc Nguyễn còn một xếp thôi chị ơi. Lên mã 55 139 giúp em chưa? Lên liền cho em mã 55 139 ngàn. Áo khoác chống nắng một con duy nhất hàng hai lớp. Rồi lên liền cho em mã 56 99 ngàn, ba con cuối cùng ấy nha. Chị nào mà đợt trước mà không mua được hàng bomber của nhà em á thì mấy chị chốt nha. Tại vì là mấy cái mẫu như thế này nè là do là nhà em cắt like á mấy chị. Nhà em không có soạn mẫu ra một lần, nhà em cứ like đụng đâu like đó mấy chị, thành ra nó bị sốt lại, có những khách không có chốt được hàng. Mà bây giờ nhà em phải xả ra mấy chị nha, nên là em nhà em rút kinh nghiệm lần sau nhà em phải soạn ra mẫu để like nha mấy chị nha. Cái hàng áo khoác này là cứ rút ra mấy chị cứ nghĩ là để dành để like mấy chị, chứ không nghĩ là bây giờ like đâu. Nhưng mà mấy bà mua quá chờ luôn, mấy ngàn áo khoác mà em like hết sạch đó mấy chị, chỉ sót được mấy cái mẫu này thôi nha mấy chị nha, còn được có mấy cái thôi, sale nốt mấy chị luôn. 99 ngàn lên liền cho em mã 56 99 ngàn dùm chị. Sao dùm một áo khoác ấy nó cục mua like rồi dục riêng qua bên kia nè, đừng để bên cục còn còn nó mưa luôn, em dục hết qua bên kia luôn để like rồi dục hết qua bên kia luôn, không hết chẳng biết gì để đây đâu. Để luôn quên đi. 56 chứ 9 ngàn cho đàn anh đi Trang. Lên liềm cho em mã 56. Lấy như cục của nó quá. Rồi lên liềm cho em mã 57 dùng cho em. Cục đó không có cái cục. Rồi lên liềm cho em mã 57 nha. Cục ô phong mới lấy chưa. Rồi lên liềm cho em mã 57. 56 cho Phúc Nguyễn ơi con. 57 nha. 57 này xe mới chịu 59 ngàn luôn. Rồi lên liềm cho em mã 57, 59 ngàn một con áo phong xịn. Không xịn nha, lên liền cho em mã 57 dùng. 56 em hết rồi, lên mã 57, lên 59 ngàn cho mình Đậu Nguyên. Cái màn nó đẹp lắm. Ở phong mã 57 lên cho em 59 ngàn chưa? Lên liền cho em mã 57, em xả luôn mấy chị luôn, 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 58 dùng cho em này, 99 ngàn. Còn ngố. Đây mấy chị. Nha, xả luôn cho mấy chị 59 dùng cho em, 99 ngàn. Lên liềm cho em mã 59. Hết 56 rồi chị Quỳnh Liên ơi. Rồi lên liềm cho em mã 59 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. Lên liềm cho em mã 59, 99 ngàn. Ồ 59, 58. 59 cũng được mấy chị. Rồi ghi dùng cho em mã 60 dùng cho em nè, 99 ngàn. Mã 58, 59 gì cũng được mấy chị ạ, 99 ngàn cho ông Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em. Mã 60 nha, 99 ngàn 4 con. Hết rồi đó nha, hết quá. Ủa 59 là chị Ly vô đây, chị lấy mã 59, 99 ngàn đúng không chị ơi? Rồi lên liền cho em mã 60. 60, 60 dùng cho em. 60 nha, 99 ngàn. 60 cho Lê Phương Thảo. Sáu mươi là giúp em nhắc đây Trần. Rồi lên liền cho em mã 61. 60 Nguyễn Hồng. Rồi lên liền cho em mã 61 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 61 bộ lụa 79 ngàn nè. Phôm 60kg đổ lạnh men ok. Em chính lên cho em là chị lấy cái bộ đó không dùng không Nguyễn ơi. Em nghĩ cái này mấy chị nên lấy nha, 79 ngàn. 79 ngàn nha mấy chị nha. 60 chứ 9 ngàn cho Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 61, 79 ngàn có 3 xét. Lên liền cho em mã 61. 55 chốt chưa? À 55 là áo khoác đó anh, 55 là áo khoác luôn chị Vinh Dương. Cho bà con cho máy không? Đây áo khoác, áo khoác chống nắng 139 ngàn. Ủa bộ phát xanh đây nữa mỗi gì đây. Trời ơi mấy chị ơi. Nè, thiệt luôn á, chị nào. Chị Vinh Dương chị lấy áo khoác luôn chị ơi. Thích dưỡng da nè, nha. Mà mặt mát thì lấy con này, em xem mấy chị 49 ngàn. Lên liền cho em mã xong mấy. Rồi lên liền cho em mã 63, 60 mấy. 64 dùng cho em ha, 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 64 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 64 cho cả nhà nha.
Chú thì dùm cho em mã 64 dùm cho em 49.000. Cái vải của nó mắc lạnh luôn mấy chị, hàng tăng cường. Vải lạnh nó mới chịu nha, thường em gọi là vải lạnh á, để mấy chị mặc mùa hè. 61 bao nhiêu vậy? 79.000. 79.000. 61 Tôn Phúc. Rồi cho chị cũng có phát lạnh. Lên mã 64 với em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 65 dùng cho em nè. 65 nha cả nhà nha, 99.000 một màu cuối cùng em hết khoát nha. Hết sạch luôn đó mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Kia liền cho em mã 65 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 65, 65 nha cả nhà nha. Sẵn mấy chị con này 99.000. 64 đi Ngọc Khánh cho tôi nhìn. Dạ ok chị Vinh Dương nha. 64 49.000. 64 đi Ngọc Khánh á. Rồi lên liền cho em mã 65, 99.000 dùng cho em. 65, 99.000. Mã 60 lúc nãy hết rồi chị Trúc Trần ở 65, 99.000 ở Xuân Phương. Con này màu xanh. 65 lên với em 99.000 kìa. 66 59.000. 65 cho Phương Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 66 59.000 đẹp không mấy chị? Hàng tan sườn. 65 Hồng Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 66 59.000 một con áo xám cà rốt tốt dùm cho em, mặt hình le mặt hình khuôn là đúng bài luôn. Hàng ta ép dùm cho em, con này là hàng ta bao. Đi liền cho em mã dùm cho em. 66 59.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã 66, vải của nó đẹp lắm luôn, hàng tan sườn nha. Tan sườn nha. 66 Lê Văn Thảo. Lên liền cho em mã 66. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em 59.000 à. Rồi lên liền cho em mã 67. 66 Vương Lên. Rồi lên liền cho em mã 67 59.000. Chúc em mã 67 59.000 một con áo thu hãng nha. Thu hãng nha, em sale rẻ luôn cho cả nhà mang luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 67 dùng cho em. Đây cái này có set hàng hàng cao cấp mấy chị ơi. Cái này sale gì đó. Lên mã Úc Lung Sơn 67 lên em 59.000 ạ. Cái này hãy cầm là size S cho cả nhà ơi, size S nha, xem với chị 139.000. Lên liền cho em mã xếp 139 size S nè. Xếp hoa tơ dùng cho em, có xếp thôi. Lên liền cho em mã xếp size S 139.000, có xếp mấy chị ơi, một xếp duy nhất nha. Có con thôi mấy chị. Xếp với em 139 ạ, xếp quần nhà màu nâu xếp mấy chị ạ. Lên liền cho em mã xếp 139 size S. Rồi cái này lên liền cho em mã số 1 dùng cho em 99.000, mỗi thứ có một cặp, một con thôi mấy chị. Lên liền cho em mã số 1 nha, bộ lụa đùi dùng cho em 99.000 nè. 99.000 mã số 1 dùng cho em. Mỗi thứ có một cái nha. Rồi lên liền cho em mã số 2 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 2 99.000 lụa đùi dùng cho em, mỗi thứ có một xế thôi. Lên liền cho em mã số 2, chị nào lấy thì chốt liền cho em. Ấm mã nha. Số 1 Nguyệt Hy. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em 99.000 bộ gấu dùng cho em. Số 2 Nguyệt Hy. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em 99.000, có sỉ á, sỉ còn có 89.000 thôi chị. Số 1 là bộ ăn gần thôi, bộ ăn số bộ buông được. Số 3 Nguyệt Hy. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 89.000 nè. Lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 89.000, 99.000. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 89.000 bộ nâu. Trời ơi, hôm qua mới vừa tranh nhau không có cái bộ nâu này. Tại vì là cái quần nâu này em về được gốc nha, đa số là em về quần đen á nha. Cái này là nâu nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 4. Mã số 4 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã số 4, 89.000, tỷ còn có 79.000. Em, dù với chị hàng ở ngoài đó vô được. Trời quá trời hàng hết mấy chị. Nhiều hàng lắm luôn, bây giờ sale gì đây? Con này có 4 con. Số 4 lên cho em 89.000 thôi mấy chị ạ. Lên liền cho em 4 Nguyệt Hy, 411, hết số 3 rồi chị ơi.
Rồi lên liền cho em mã số 5 đi, xem mấy chị nốt con này 99.000 nha. Con này hàng lượng 1. Con này là hàng trăm mấy ngàn, 149.000 đó mấy chị, hàng lượng 1 nha, không phải là hàng kia lên nha mấy chị. Con này là mấy chị nhìn cái bèo nó to hơn. Cái bèo nó to hơn nha. Lên liền cho em mã số 5 xả luôn mấy chị. 500 mây Nguyễn. 5 giùm cho em. Lên liền cho em mã số 5 giùm cho em 99.000. Còn một con áo thun đen nè, tay rớt nè, xả mấy chị con này 39.000. Mã số 6 39.000 giùm cho em. Con này mấy chị về mấy chị cắt tay cũng được nha. Thích thì cắt tay, không thích thì để như này mặc cho nó đẹp. 5 cho hình thảo quen nha, để vậy mặc cho nó dễ nha. Này mặc cái loại quần ống sung ấy. Lên liền cho em mã số 6 39.000. Rồi em có một con này sale luôn cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mã số 6 cho mấy chị 39.000. Con áo đó mặc siêu giá luôn, nam mang cũng được nha. Rồi lên liền cho em mã số 7. 6 em trơn trơn. Mã số 7 là một con đầm sơ mi dùng cho em, xeo gọn xeo lẹ cho mấy chị con này 99.000 luôn. Chị nào múc ly mấy chị, đầm sơ mi nha, xeo lẹ luôn cho mấy chị 99.000. Để rớt mẫu, quên lộn, để cắt mẫu luôn nha. 6 cho thương trần. Cái này có góp lại cũng không có về đâu mấy chị ơi. Cái này em bán quá trời bán luôn. Rồi lên liền cho em mã số 7 99.000 một con đầm sơ mi nè. Cái này mấy chị mặc đi. Cố gắng vừa xem like vừa tương tác với chú em đó mấy chị ạ. Đơn giản mà đẹp lắm. Đầm sơ mi nha. Lên liền cho em mã số 7 99.000. Số 7 bên Thảo 7 Ken Ken. Trời ơi tôi xả cái này 99.000 mà mày chốt lại luôn ấy. 7 đầm sơ mi kem luôn chú em 99.000 nha. Lên liền cho em mã số 7 đầm sơ mi, xả mấy chị có 99.000 thôi, rẻ luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã nè, xả mấy chị con bộ này 99.000 luôn. Mã số 8 dùm cho em 99.000. Chị Người Thi lấy cái con này đi chị Người Thi. Cái này em có hai màu khỏi bốc màu nha, có màu nâu nâu màu đen nè. Xả mấy chị 99.000 vừa bán vừa tặng luôn hết ta. Lên liền cho em mã số 8 dùm cho em 99.000. Lên liền cho em mã số 8 dùm cho em nè. 7 Hải Nam Nguyên. Rồi lên liền cho em mã số 8, mã số 8 99.000. 7 Tôn Phúc. Số 8 lên liền cho em mã số 8 99.000 bộ lụa dùm cho em, bộ lụa dài nha, Dior dùm cho em nè. Tất cả cái đơn đi hết rồi chị Phương Bùi á. 7 Dương Trần. Rồi lên liền cho em mã số 8. Số 8 xả luôn với chị 99.000. 7 Trần Thư 367. Đừng thư 367 ơi, chị nào mua em không nghe máy mấy chị cần với em 200 mà thì phải lấy đồ em chốt cho chị ạ. Nè mấy chị, hàng Elisa. Hàng Eli nha. Nhưng mà 8 màu nha. Số 8, 99.000. Rồi lên liền cho em 8 cho Cẩm Nhung. Số 9 là size S thôi cả nhà ơi, đầm cổ đổ nè. Em xả mấy chị con này 79.000. Rồi lên liền cho em mã 8 cho Hoàng Nguyễn. Số 9, 79.000, đầm cổ đổ nha. Đầm cổ đổ dùng cho em. 8 Trang Phan. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây. Dạ đứa hôm qua đi rồi chị Nguyệt Đỗ. Lên liền cho em mã số 9 dùng cho em, xả mấy chị 79. Số 7 là cái Ngọc Nhàn. Hàng này nha mấy chị ơi nha. Thì xíu em bút cho mấy chị cái video mà trên TikTok người ta đi nhập hàng của nhà này nha. Rất là đắt luôn, hàng 300 mấy một con, 400 mấy ngàn một con, hàng đắt hết. Mã số 9 lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã số 9 dùng cho em 99.000, áo anh 79.000 cái lộn. Số 9 là 1 tiếng 79.000 mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em, xả luôn 99.000, mã 10. Mã 10 là hàng KBTWare nha, con này size S. Nhưng mà mấy chị 55kg đổ lại men ok, tại vì form của nó là đầm sung dùng cho em. Và tay này, tay bồng nè mấy chị nè. Tay bồng nha, hàng đẹp lắm. Em xả mấy chị con này 99.000, chị nào bán sốt cứ lấy nha mấy chị nha, hàng KBTWare khỏi phải bàn nữa đó mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em 10 Ken Ken. Lên liền cho em mã số 10 dùng cho em, mã 10 nha. Xả luôn mấy chị luôn 99.000, hàng KBTWare dùng cho em. 10 Hành Phạm. Lên liền cho em mã số 10 đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 11 79.000. Lên liền cho em mã 11 con áo bèo. Trời ơi tôi bán con áo bèo này 79.000 mấy bà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. 10 Nguyệt Nhi. Rồi lên liền cho em mã số 10 11. Khánh Nguyễn. Lên liền cho em mã 11 79.000. Trời ơi bán lụa cái con này luôn ấy. Siêu siêu đẹp nha. Lên liền cho em mã 11.
Chốt liền cho em mã 11 79.000. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em 79.000 set caro nè. 12 có xé thôi, chị nào múc đi. Một set cuối cùng luôn hết rồi mấy chị. Hết nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em 79.000 set caro luôn chung. Lên mã 11 và 12 với em mấy chị ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi 12 là set caro 79 đó. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em nè. 13 89.000 set nâu dùng cho em. Lên liền cho em mã 13 set nâu 89.000. 13 dùng cho em ha, set nâu dùng cho em 89.000 hàng theo nha. Gắn người xem like 10 chấm tương tác lên cho em đi mấy chị ơi. Con quần này là theo nè mấy chị nè. Theo dùng cho em nha. Con này là hàng ở trong cái bộ hàng cao cấp bữa em viết em like đó mấy chị. Nha, em vẫn xem với chị 89.000 tại vì cái hàng này đẹp lắm. Siêu đẹp luôn, chắc của nó hàng đẹp mấy chị. Không 13 lên cho em 89.000 ạ. À. Lên liền cho em mã 13 89.000. 13 nguyệt đỏ. Mười ba xuân quỳnh. Rồi lên liền cho em mã 14 dùm cho em 89.000. Lên liền cho em mã 14 89.000. Hết mã 13. Ê, cái bộ này sao có đẹp quá mấy chị ơi. Áo nè. Áo này bữa nay mấy bạn lên áo không là bán trăm mấy rồi. Nè, nhà Hải nguyên set lại bán 89.000. Nguyên set lại bán 89.000 nha. Lên liền cho em dạ 14 dùm cho em. 14 nguyệt thi. Mã 14 89.000. Trời ơi, nguyên set bán 89.000 mà cái áo nè. Trời ơi, cái vải nó đã gì đâu luôn á. Lên liền cho em mã 14. 14 Tôn Phúc, 14 hả anh? Rồi lên liền cho em mã 15, 89.000. À 15, 99.000 nè. Lên liền cho em mã 15, 99.000 có sỉ đó mấy chị. Bộ này thì còn có mấy bộ thôi. 14 Thu Bùi, 14 Xuân Phương. Rồi lên liền cho em mã 15 dùm cho em 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã 15, 15, 15 nha. 15 cái set hoa này đẹp. 15 dùm cho em. Em chị có chị coi toàn bộ mối gì trong chỗ không? Thì chị có chị mối á. Cái là đùi. 15 lên giúp em 99.000 đi ạ. Ừ. 16 dùm cho em 99.000 cho chị bộ dao luôn. Nè chị người kia lấy không nè. 16 dùm cho em bộ gấu nè. 15 thủy hình. Em mấy chị. Cái này em hết rồi mấy chị ơi, cái này em like rồi nha. Mỗi mẫu nó còn 1 set 2 set thôi. 16 nè. Còn đó cũng được. 16 Nguyệt Hy. 17 dùm cho em 99.000. Lên này dùm cho em mã 17 99.000 bộ dao nè. Hàng nhìn hàng là biết em mới chịu nha. Em không có bán hàng vớ vẩn cho mình đâu. Thật sự luôn à. Lên liền cho em mã dùm cho em 17 dùm cho em. 17 bộ dâu này có 3 bộ thôi. Bộ dâu này mới là mẫu quá trời luôn. Em về tới 100 bộ đó còn đúng 3 bộ duy nhất. Lên liền cho em mã 17 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 18 dùm cho em. 17 Nguyệt Hy. 18 này em sale 89.000. Lên liền cho em mã 18, 89.000. 18, 89.000. Cái này là bộ mối dùng cho em. Phôn 60 cái đổ lại men ok. 10 này 10 mấy 18 dùng cho em đi cả nhà. Xem mấy chị luôn. Tôi gắn 10 xem 10 tương tác lên cho em đi mấy chị ơi. Trời ơi tôi không nghĩ sao luôn mấy bà ơi. Cái này tôi sale 89.000 mà có một bài chốt. 18 Nguyệt Hy 89. Còn mấy cái quần này nha. Chị Cao thì hàng ơi, chị còn hai đơn hàng thì chưa có nhận được á chị. Nên chị cọc với em được cái đơn hàng kia cũng chưa đi cho mình luôn á chị ạ. Lên liền cho em mã 19 dùng cho em. Cọc giúp em rồi chọn thêm chị nhá. 19, 59.000. Lên liền cho em mã 19, 59.000. Cọc đi rồi chị đi. Cho đi thôi. Không, hàng gì. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 18 Nho Hoàng Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 19, 59.000. 18 Ngọc Nhàn. Lên liền cho em mã 19 dùm cho em. 19 nha, 19 dùm cho em 59.000. Chúc em mã 19 59.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 19 nha, tức là nặng 20 59.000. Lên liền cho em mã 20 dùm cho em. 20 nha cả nhà nha, 59.000. Lên liền cho em mã 20 59.000 dùm cho. Nè có cái bộ bê bê đầu này đẹp nè chị. 18, 89 ngàn cho nhà hàng đi. Chị cái bộ bê bê đầu đó. Rồi dục hàng ở ngoài đó vô đi. Dục hàng ở ngoài đó vô.
đi dùm cho em mã 20 dùm cho em. Này chị, 20 bao nhiêu? Có đúng được 3 bộ ra 21. 25 chín nè. 20 cho Trần Trần. Rồi lên liền cho em mã 21 này cả nhà, 21 nha. 21 99 ngàn, đẹp không? Lên liền cho em mã 21 dùm cho em, 99 ngàn dùm cho hả? Lên liền cho em mã 21 99 ngàn. Hai mươi có một con à, 21 lên cho em 99 ngàn mấy chị ơi. 21 việc 22 bộ. Rồi lên liền cho em mã 22 dùm cho em tặng mấy chị con. 21 việc nữa 69 ngàn. Lên liền cho em mã 22 69 ngàn. Size của Hải đang cầm là size M. Trời ơi, múc mấy chị ơi, cái quần này em like 69 ngàn mấy chị. Mấy chị order ha, hoặc là mấy chị lấy sỉ đi, hàng này phải 180 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã mấy hả? 22 dùng cho em, tặng mấy chị luôn 69 ngàn cái quần này. Rồi lên liền cho em mã 23 dùng cho em. Em có trắng và em có đen. Lên liền cho em mã 23 kèm màu trắng đen nha. Thả mấy chị luôn 59 ngàn. Lên liền cho em mã 23 kèm màu trắng đen 69 ngàn. 23 kèm màu 22 cho chị Hồng Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 23 kèm màu trắng và đen dùng cho em. 23 kèm màu trắng đen nha, 59 ngàn. Chị nào lấy luôn hai màu về may nha. 23 trắng và đen 59 ngàn thôi. 23 dùng kem trắng đen. 23 trắng cho thứ Ba Đà Nẵng. Chị cái này nó có một bộ này chị lấy không? 24 dùng kem nè. Một bộ cuối cùng á. 22 cho Bo Trần. 24 nha, có bộ à mấy chị ơi. 99 ngàn. Lên liền cho em 24. 24 nha. 22 cho chàng Lê. Có một bộ thôi. Hai mươi ba em còn một màu đen mới chị ơi, 23 trắng em hết à. Rồi lên liền cho em mã 25 dùng cho em, 59 ngàn. Lên liền cho em 24 cho Nguyệt Thi. Rồi lên liền cho em mã 25, 59 ngàn, 25 nha. Trời ơi màu đen sao không lấy. Bữa nay bán vui ghê mấy chị. Có những cái màu mà nó tối là không có chốt được. Rồi lên liền cho em cái màu đen nó đẹp rồi. Nó là huyết sắc Chanel á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 25 đi mấy chị. 25 Võ Hiền. Hài giống cái gì mấy chị, giống nó, giống bà gì. Tại vì hay live stream ăn hết. 25 HD Trần. Hai mươi lăm Thu Bùi. Rồi lên liền cho em mã 26 áo ba lỗ này tặng mấy chị 49 ngàn. Áo ba lỗ nhưng mà hàng VIP nha, hàng VIP nha. Bán 49 ngàn giống như hàng mua ở ngoài đường mấy chị. Nhưng mà đây Thái Long Phương Hoàng. Nhà em là hàng ta ba không nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Chắc hơi bị xịn luôn á, giặt không có xù lông, không có sạc không mấy chị. Vải đẹp lắm. Lên liền cho em mã 26 nha, tặng mấy chị luôn 49 ngàn. Hai sáu mươi chín ngàn cho mình hay hai con. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 27 89 ngàn. Lên liền cho em mã 27 dùng cho em. 26 Hà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 27 704. 26 Phúc Nguyễn hai con. Lấy cái con này cái chắc nó đẹp. Xíu em đăng hình mấy chị cái 26 Võ Hiền. Cái lô set này nha mấy chị được nha. Tại vì là em kêu là em chưa có like á mấy chị. Nên là em chưa có hình cho khách á nha. Chứ em có hình cho mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 27 dùng cho em. 60 cái đổi lạnh em ok 89 ngàn. 27 Nguyệt Thi. Rẻ luôn. Rồi lên liền cho em mã 28 dùng cho em nè. 28 một con đầm hàng cao cấp nha. Hàng của nhà Bôn nè. Hàng nhà Bôn nha. 60 chị 79 ngàn luôn. Lên là hai mấy hả? 28 dùng cho em 79 ngàn. Phải ép không? 27 Hiền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 28 này. 27 Thị Thu Thị Trinh. Rồi lên liền cho em mã 20 8 60 chị 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 28 89 ngàn. À 79 ngàn.
26 cho Ngọc Nhàn 49. Cho cái bộ cái váy này nó đẹp thành bôn. Thành bôn nha cả nhà ô. 26 Kim Lê Trương 49. Rồi lên liền dùng cho em mã dùng cho em mấy chị ơi, xem like chấm 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 bài dùng cho em với. 27 á. 27 89 cho Hà Nguyễn 704. Rồi lên liền cho em mã 29 nè. 29. Lên liền cho em mã 29 dùng cho em đi cả nhà. À 99 nha, 29 chỉ còn có 89. Thì không thì trên chị có lấy thêm cái áo nữa chị ơi. Mã 26 là áo chị nhá. Hai sáu là áo 49 à. Còn lên liền cho em mã 29 nha. 99 ngàn mấy chị múc đi mấy chị ơi. Em còn mấy cái mấy mẫu lẻ lẻ ở ngoài hết hàng rồi. Cho chị cục vàng nó đi. Rồi cho chị đưa cái cục ở dưới đó đi. Đó cục đó. Lên liền cho em mã 29 nha. 29 cho Nguyệt 299. Rồi lên liền cho em mã 30 109 ngàn. Duyên nhất còn 4 con cuối cùng nha. Xả mấy chị nốt 109 ngàn. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em 109 dùng cho em 30 nha, 109 ngàn con áo đen rất là hot luôn nha mấy bà ơi. Chủng hàng lộ 1 nha. Lên liền cho em. Em về là size S nhưng mà mấy chị 55 cái đổ lạnh đang ok nha. Còn lên liền cho em mã dùng cho em 5, à, mã mấy? Mã 30 dùng cho em 109 ngàn. Chút liền cho em mã 30 nha, 109 dùng cho em 30 áo vàng 109 ngàn. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em 109 ngàn. Đây cái này hai bộ này chị nào múc luôn đi, cái màu này nó đẹp lắm. 31 dùng cho em 99 ngàn. 30 áo vàng 109 lên giúp em nữa mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 31 có hai bộ thôi. Trời ơi cái này em về mẫu nào cũng có số lượng đó mấy chị ơi. Nhưng mà mẫu này còn một cái hai cái thôi mấy chị nha. Lên liền cho em. Chị Cao thì Hằng ơi chị cọc đi rồi 31. Em chốt tiếp chị hả. 31 mày thay 99. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em 99 ngàn. Một bộ luôn. Rồi lên liền cho em mã 32 dùm cho em. 32 nha cả nhà nha, 99 ngàn một bộ duy nhất. Rồi xong. Qua gì gì đây. 32 một bộ cho Nguyệt Thi 99. Rồi 33 size M 89 ngàn này. Lên liền cho em mã 33. 33 size M 89 ngàn. Ok, Cao Thị Hằng ạ. Rồi lên liền 31 cho chị 33 nè. Cao Thị Hằng 99 ngàn. 33 size M nè. 89 ngàn cái set này. Trời ơi, mấy chị ơi, mấy chị cứ nghĩ đi. Cái set này mà em sale còn rẻ hơn cái lựa luôn. Mà mấy chị biết em sale rẻ như thế nào nha. Cái set này phải 300. Đó. Cái bán rẻ quá trời luôn á. Cái lúc sale này mấy chị. Mà em like là 139 ngàn nha. Bây giờ em sale nốt cho nó qua mẫu luôn nè. Size M dùng cho em 89 ngàn. Thầy cái quần nó rất là đẹp nha. Siêu đẹp luôn, bán 89 ngàn. Ba Nguyệt Thay 89. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em. 34 nha, 34 size S dùng cho em. Xe luôn 89 ngàn. Một con đầm siêu phẩm nè. Con đầm siêu phẩm nha, nhìn nó đơn giản nó như vậy mấy chị. Nhưng mà mặc lên rất là đẹp nha. Kèm đai cho mình luôn, con này đẹp lắm. 52 cái đổ lạnh nên ok. Lên liền cho em mã 34, 89 ngàn. 34 dùm cho em 89 ngàn nốt. Lên liền cho em mã 34, 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 35 dùm cho em 89 ngàn. Siêu phẩm nè. Trời ơi nó đẹp. Em ơi còn quần lai đen. Không, quần lai đen em còn ấy, chị lấy set eo mà bấm nó đi anh ngày mai bỏ. Rồi lên liền cho em mã 35, 35, 89 ngàn. Rồi hãy bán mấy cái đầm này hàng xịn lắm mấy chị. Trời ơi, em nhận được đồ rồi, đẹp hơn trên like luôn. Em cảm ơn chị Rose Quỳnh nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 35, 89 ngàn mấy chị. Thì em bán hàng sale ấy, nhưng mà hàng nè yeah. Cái váy này bán rất là nhiều. Ba mang ăn liền. Trời ơi, tôi không nghĩ luôn, cái đầm này tôi bán rất là nhiều luôn. Còn một cái cuối cùng sale 89 ngàn. Ổng chốt lại lùng đi luôn. Cái là giờ chắc là khách quen cái mấy chị mua hết rồi mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em 159 ngàn size L. Rồi lên liền cho em mã 36 159 size L nè. Đây 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 mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 36
Rồi lên liền cho em mã 36. 36 dùng cho em 159 ngàn. Size L nha, 1 set nha. 36 1 set. Đi dùng cho em mã 36. 36 159 lên giùm em ạ. Rồi lên liền cho em. Rồi lên liền cho em, cắm binh giùm em. Rồi lên liền cho em mã 37 dùng cho em. 37 nha, 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 37139 size S. Rồi lên liền cho em mã 37. 37 dùng cho em 139 ngàn size S. Em có đúng duy nhất chắc là một set quá. Một set nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 37. 37 size S dùng cho em 139 ngàn. Có set không mấy chị? Lên liền cho em mã 37, 35 là cái gì đó? Không chứng là màu đỏ. Rồi lên liền cho em mã 38 dùng cho em này, 89 ngàn. Một con áo thun hàng 3158. 3158 nha, lên liền cho em mã dùng cho em. Khi dùng cho em cái mã này là mã 38 dùng cho em, 89 ngàn. Một con áo thun gấu này. Thun gấu nha cả nhà nha, con thun hàng 3158 này. Thiệt mấy chị luôn á, bán nó thun là 3158. Bữa nay con hàng đẹp lắm luôn á. 38, 89 ngàn lên cho em ạ. 38 dùng cho em, 89 ngàn. Hàng 3158 nó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em nè. 89 ngàn. 38, 89 ngàn cho. Rồi lên liền cho em mã 39 dùng cho em. 38 cho Phương Thảo. Rồi lên liền cho em mã 39. Tặng luôn cho mấy chị luôn, 89 ngàn. 38 Bảo Bình. Rồi lên liền cho em mã 39 đầm theo Babido dùng cho em nè, 89 ngàn. Lên liền cho em mã 39, 89 ngàn. 38 cho Huỳnh Thảo Nguyên. 38 Thương Trần. Rồi lên liền cho em mã 40. 40 size S dùng cho em. 38 cho Phú Mỹ Hai con. Rồi lên liền cho em mã 40 size S, 159 ngàn. Lên liền cho em mã 40. 39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 40. 40 nha cả nhà nha, 40 size S, 159 ngàn, duy nhất một set. Hàng 300, 400 ngàn lần đó mấy chị. 39 cho Bella Kim, 89. Rồi lên liền cho em mã 39 là Phúc Nguyễn, 39 cho đi chơi trên. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em, 139 ngàn. 159 ngàn, 159. Rồi lên liền cho em mã 41, 159. Lên liền cho em mã 41 nha, 159 ngàn. Chốt liền cho em mã 41. 41 dùng cho em. 38 là gì Bình có rồi chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, 41 dùng cho em. 41 nha cả nhà nha, 41. Rồi em bán tặng với chị cái con này luôn, 39 cho cây chi cà, em nắm đây đi. Rồi rồi lên. Có rồi mà. Mới tính cho cái chén kìa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 42. Tặng mấy chị 40 cho đi chơi trên. 59 ngàn. Lên liền cho em mã 42. 41 cho quả hiền mi. Ôi cái này mà mặc với lại quần ống le nè. Cái này nha, nếu mà chị nào mấy chị mặc kiểu rớt vai như thế này cũng được. Rớt vai cũng được nha. Size S đó chị hoa quả hiền mi. Này giống bên trắng nữa hả? Hình như chị đi cho chàng chị lấy 40 chứ không phải là lấy đúng không? Chị đi cho chàng chị lấy 39 không chị? Mà chị chỉ có rồi mà chỉ lên nhỏ à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo 42 dùng cho em, 49 ngàn luôn. Tặng mấy chị con này 49 ngàn. Mấy chị mặc rớt vai cũng được. Hoặc là có cái ghim này, mình ghim vô nha. Mặc con này đẹp lắm. Cái này được chút hãy về hàng ta bao mấy chị. Nhiều ôi là nhiều luôn, hãy còn đúng được 5 con hãy sale mấy chị nốt 49 ngàn. Lên liền cho em mã 42 dùng cho em, bỏ cái ghim mấy chị biết luôn. 42 nha, 49 ngàn nốt. Có ở trong á. Lên liền cho em mã 42, mua về mang đi mấy chị, đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp lắm. 42 Hà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 43, 89 ngàn. 43, 89 ngàn. Chúc em mã 43 dùng cho em. Mấy chị ơi xem like tương tác. 42 cho 42, 59, 89. 89, à 49. Em xe 49 luôn. 42 cho HD Trần.
Rồi để em coi cái quần này đã nè. Có hai cho Hoàng Oanh. Cái quần này có hai Thảo Thảo. Cái quần này nó có hai mẫu luôn á. Có hai Hà Nguyễn có rồi ạ. Còn lên liền cho em mã dùng cho em 43. Chị người Facebook trước chị không có lên, chị không có xem like á. Trời ơi, em có cái bộ tung hàng sen nào nó đẹp. Có hai cho Hoàng Nguyễn. Có rồi này. Rồi em ship. Còn lên liền cho em mã 43. 43 dùng cho em 89.000 gấu xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 89.000. 43 dùm cho em, tao rồi em mới vừa dùng cái một cái bộ hàng. Đây này chị nào lấy bộ này ghi bộ này dùm cho em. 44 này mấy chị, xả mấy chị 129.000. 44 này 42, 49 cho Trần Vinh. Cái hàng này là hàng đắt cho mấy chị nha. Cái hàng này là trong cái hàng cao cấp của mấy bạn kia like này. 44 em xả mấy chị 129.000. Cái bộ này em nhập tới hàng 169.000 một bộ đó nha. Em ôm xe luôn mà đã là 169 nha mấy chị nha. Hàng mà mấy bạn like rất mẫu á nha. Em xem mấy chị 129.000 em có bộ thôi. 44 Nguyệt Hy 129. Rồi lên liền cho em mã 45 89.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 45 89.000. 45 dùm cho em 89.000. Bộ thun dùm cho em, bộ này đẹp. Trời ơi cái bộ này may nè, nó đúng sướng luôn. Tôi mua 269 đó. Ừ đúng rồi, hàng của mấy bạn kia like hàng cái mỗi ôm xe đó mấy chị. Ôm xe hàng lẻ cũng đã 100 mấy rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 45 dùng cho em nè. Chúc em mà bút bốn mấy 45 dùng cho em 89.000 nè. 45 Nguyệt Hy. Lên liền cho em mã 45 89.000. 45 Vân Huỳnh. Không trời, có một cái bộ hàng sen rồi em dục ra rồi. Rồi lên liền cho em mã 46 dùng cho em nè cả nhà. Lên liền cho em mã 46 89.000. Kim em mã 46 89.000 nó giống cái con đầm xanh lúc nãy nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 44 đó, em có một cái thôi. Cái đó là hàng em về lâu rồi mấy chị, mà còn một con em sale nốt luôn. Rồi lên liền cho em mã 46 dùng cho em 89.000 một con đầm trắng form A dùng cho em. Đầm trắng form A nha. 46 Diễm Phúc. Rồi lên liền cho em mã 47 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 47 một con dâm em sale 89.000. Lên liền cho em mã 47 89.000 dâm dùng cho em. Dâm nha, lên liền cho em mã dùng cho em 46 phần. Ừ. 46 cho Liên Sơn 89. Rồi lên liền cho em mã 47 dùng cho em 89.000 có một con dâm chung nha. Trời ơi, cái này có một bộ thôi nè. Bữa trước em like cái hàng CN này nè. Quá trời hàng đẹp luôn á chị. Cái này nó bị sốt lại của mấy bạn bị. Có bảy dung đông. Thì em bỏ ra nè, 48 dùng cho em 89.000. Em like có 89.000 mà nó đẹp lắm. Giờ không có tiền ra được nữa mấy chị. Không có sale nữa nha. Tám Nguyệt Hy. 48 em được 2 bộ này. Rồi lên liền cho em mã 49.000 cho em 89.000. 48 Nguyễn Hồng Phúc. Rồi lên liền cho em mã 49 89.000. Chị nào nhận cái hàng này cũng hỏi hả ít bữa có về hay không nha. Mà có về cũng không có giá này mấy chị. Tại vì cái hàng này em bóc sale chứ không có là hàng chính phẩm. Nếu mà xong lao thường 8 cho em đúng chứ. Không có giá này đâu cả nhà. Chính phẩm hàng của nó rất là đắt nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 49 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 49 nha. 49 dùng cho em 89.000. 49 Nguyệt Hy. Lên liền cho em mã 49. Lên liền cho em mã 49. Rồi lên liền cho em mã 50 dùng cho em nè. 50 89.000 bộ dài nè. Lên liền cho em mã 50. Hàng cao cấp luôn á. Vì mấy chị cầm chắc phải trên tay đi. Hơi bị khoe luôn á. 49 Hồng Phú Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã mấy anh? 50 dùng cho em nè. 50 là quần ôm nha. Quần ôm áo không rộng dùng cho em. Lên liền cho em mã 50.
Rồi lên liền cho em mã 51 dùng cho em 89.000 nè. Trời ơi nó đẹp, ôi là đẹp luôn á. Đó, bữa hôm trước ra cả ngàn hàng này luôn mấy chị. 1.000 hàng luôn nha. Hết rồi, đây lẻ lẻ. Là 18 cái luôn. 50 hàng Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 52. Em có lọc cái tay đi em coi còn cái gì. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em 1506. Rồi lên liền cho em mã 52 luôn, pha trước đi nha. Quần cao cấp dùng cho em nha. Quần này mấy bạn order 600.000 một quần đó. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em 52 nha. 52 lên size dùng cho em. Lên liền cho em mã 52 kèm size. Từ từ để coi còn size gì đó mấy chị. Quần này xịn đấy. Cái da size gì anh? SM XL 2XL 139.000 bao giá toàn quốc luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 52 kèm size SM XL và 2XL nha. Em tặng cho mấy chị 139.000 quần rinh cao cấp nha mấy chị. Này cái này tháo ra được bỏ vô nha, chị nào ưng lấy thì chốt. Hàng siêu cao cấp luôn, hàng đẹp lắm. Ừ. Cái này là cái mẫu nó khác, hay sai S nha. 52 kèm size giúp em 139 á. Rồi lên liền cho em mà 52 kèm size. Size M và size L quá chị ạ. SM, XL. Size 2XL cho Dung Nguyễn. Nè, coi giãn nè, coi giãn nha, quần này đẹp lắm, mà rất thật luôn á. Có cái này thằng CD này mấy chị. Nó SM Nguyễn Hy. Cái bà nói chợ bà Hải này, bà nói riêng hay bà nói dốc này kia. Nha mấy chịu nha, thử mua đi là biết nha. Hoặc là chị nào về cầm trên tay. Nó CS Nguyễn Hải, 836. 139.000, hàng đẹp lắm. Trời ơi, cái vải nó đã gì đó. Năm nay bên chỉ còn CS. CS và CS E thôi mấy chị ơi. Năm hai bên chỉ còn CS và CS XL thôi ạ. Hai cái này em hết rồi. Cái này sẽ đem cho Liên Sơn. Này em có một bộ như thế. Năm mươi hai hết CM rồi mấy chị ơi. Cái này sẽ đem cho Linh Nguyễn. 53, 99.000 đúng duy nhất một set không? 53 nha, 99.000. Năm hai hết CM rồi mấy chị ha. Năm hai Nguyễn Hay có rồi ạ. Năm hai sẽ đem cho anh Lê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 53. 53 nha, 99.000, đẹp mấy chị, cái màu này nó đúng đẹp luôn. 53 dùng cho em. Linh Nguyễn có rồi ạ. Lên liền cho em mã 53. Cho chị mấy cái đó này, ngay cái này cho bán. Đó mấy cái bộ này đó. Không, đây nè. Lên liền cho em mã 53 bộ lá dùng cho em 99.000. Đây để tặng mấy chị cái này luôn nè. Rồi lên liền cho em mã 54 này, tặng mấy chị con áo này 39.000. Chị nào mua về cho chồng mang nè. À em có cái xích đen này đẹp lắm nè chị. Đen, đen ở trên đó em. Đen chữ đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây nè em, đen chữ đó, dưới cái đó, đó. Rồi lên liền cho em, đó, ngay chỗ cái tay em đó em. Không, ngay chỗ cái tay em. Rồi đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em năm mấy anh? Ừ. 54 em tặng mấy chị con này 39.000. Mua về mang mấy chị. Vải đẹp lắm, người ta bao. Về tay sọc nha, sọc mà nó còn bo ở đây. Vải đẹp lắm. Rất là đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 54, dùng cho em 39.000. Rồi lên liền cho em mã 55. 54 Nguyệt Nhi. 55 nha, 55 129.000. 54 Giang lên. Rồi lên liền cho em mã 55 129.000. 54 thì Thu Thùy Trinh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Chốt liền cho em mã 54 Nguyệt Đặng. 55 129.000. 129 nha, cái bộ này là hàng lớn. 54 HD Trần. Lên liền cho em mã 55 129. 129.000 hàng LN ở chứ. 54 Thu Bùi. Con to nha. Y hàng của gì con rồi.
Bảo Lý Kim Ngân mặc đó mấy chị. Lên liền cho em mã 55. 54 Đài Trang Nguyễn. 55 nha, có được có 2-3 bộ gì đó à. 2-3 bộ nha, 129 nha. 129 nha, không phải là 139, 129 còn được 2 bộ nữa. 3 bộ. 55 cho Phúc Nguyễn 2 bộ. 3 bộ nha, thì mà lấy gì chứ. Bán cái bộ này hãy dễ tách riêng ra bán có mấy chị nha. Bán 69 nghìn nó rẻ quá nè. Lên liền cho em mã 56, 69 nghìn. Lên liền cho em mã 56, 69 nghìn. Thiệt, dễ tách riêng ra. 55 Hoàng Nguyễn. Cái áo này mấy chị mua xương xương cũng đã là 1 nghìn rồi. Lên liền cho em mã 56 nha, 69 nghìn dùm cho em. Lên liền cho em mã 56, 69 nghìn. Cái quần của nó nè mấy chị, quần đẹp chưa? Quần là quần bo nha, bo dưới nè. Đó. Về tắt riêng mặc cũng được mấy chị, một con áo đá nữa đó. Cái này áo đá luôn á chứ, chứ không phải là áo thùng nha. Đó. 69 nghìn, chạy viền cổ nè. 69 nghìn. 56 Nguyệt Cổ. 56 Nguyệt Cổ. Rồi lên liền cho em mã 57 dùng cho em. 57 này em tặng em mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã 57, 79 ngàn. Thôi bị dễ thương. Cái này chị nào có con gái mấy chị tầm khoảng 30kg á nha, mua cho bé mang cũng được, dễ thương lắm. Nhìn cưng lắm mấy chị ơi. Không mình lấy cái áo dây này cho bỏ mặc cái quần cũng được hết nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Con này thì mấy chị 55kg mang vừa nha. Tại vì cái quần của nó phôm nè. Đẹp chưa. Lên liền cho em mã 57, 79 ngàn, dễ thương ấy. Cưng ấy, nhìn yêu lắm. 57 Hoàng Phạm. Rồi lên liền cho em mã 58. Còn bộ cuối cùng nha, 129 ngàn. Lên liền cho em mã 58 dùng cho em, 129 ngàn. Có bộ à. Màu rêu này còn bộ cuối cùng nè, xả luôn 129 ngàn. 57 Dương Trần. Rồi lên liền cho em mã 58, 1. 57 Thâm Lê. 129 dùng cho em. Lên liền cho em mã 58, 129 còn bộ cuối đó. Năm tám Nguyệt Thi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 50 mấy? 59 dùng cho em nè, size M nè cả nhà, 129 ngàn. 59 size M 129. Lên liền cho em mã 59 size M 129 cho chị nào ưu tiên cho chị nào. Nãy giờ chú không được cái set nè, cái này đẹp lắm á, hàng cao cấp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 59. 59 129 coi cái này. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em, 89 ngàn. Con áo gấu này mà không chốt là dặn thiệt nha mấy bà nha. Hàng 8 đó, 3128 nè. Em bán 89 ngàn đó. Bữa nay nha, kho nó hàng của mình đó thì nó cũng có vải để về, chứ không có lên nha mấy chị nha. Còn hàng ta ba thì cũng không có về được. Nên là hàng lên giá lắm mấy chị, mà nó cũng không có mẫu nha mấy chị nha. Con áo hàng 3158 em bán rẻ hơn. Bình thường là em bán 95 ngàn đó nha. Em bán 89 ngàn, sỉ còn có 79 ngàn. Lên liền cho em mã 60 dùm cho em. Đi dùm cho em mã 60 nha cả nhà nha. Chốt liền cho em mã 60. Em lại có 89 ngàn. 60 thì thu thiệt trên. Rồi lên liền cho em mã 61 dùm cho em, 109 ngàn. Lên liền cho em mã 61, 109. Trời ơi 50 con nha, còn đúng được 4 con. 4 con nha, lên liền cho em mã dùm cho em. Đi liền cho em mã 61. 61 nha cả nhà nha. 109 ngàn. 60 Thường Huy. Lên liền cho em mã 61, 109 ngàn dùm cho em. 60 An Lê. 61. 60 Nguyệt Đỗ. 109 ngàn. Lên liền cho em mã 61, 109. Lên liền cho em mã 61, 109 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 62. Ý bộ đùi nãy đâu rồi? 62, 99 ngàn nè mấy chị. Lên liền cho em mã 62, 99 ngàn nè. 62 dùm cho em. Đúng rồi mấy chị. 61 cho Thu Bùi. Không có đóng biên luôn á mấy chị, không có về hàng.
Rồi lên liền cho em ạ, 62 dùng cho em nè. 60 lúc nãy 89 ngàn cho em hề. Lên em ạ, 62, 99 ngàn. 62 nha cả nhà ơi. 61109 cho Liên Sơn. Rồi lên liền cho em ạ, 63 dùng cho em nè. Lên liền cho em ạ, 63 nha cả nhà ơi, 69 ngàn. Hàng ngồi kia còn nè. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em nè. Ghi dùng cho em mã 63 dùng cho em. 69 ngàn 63 nha cả nhà ơi, 69 ngàn. Mua về mang đi mấy chị, thiệt luôn á. Vì mấy chị mặc cái áo riêng cũng được nha. Em nói thật cái quần này nè, vô hè á, bữa nay nóng rồi mấy chị mặc cái áo ba lỗ ấy, nó đẹp lắm nha. Ở dưới của nó là quần ống bo nè. Bo nha mấy chị nha. Mặc quần, mặc cái áo ba lỗ này hay là áo crop top ấy. Cái set này nó đẹp lắm. Em bán 69 ngàn đó, siêu siêu đẹp luôn, nó rẻ nữa cả nhà, nó dễ mặc nữa nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, vừa rẻ mà vừa đẹp nữa mấy chị, vừa dễ mặc nữa. Số 3 Hồng Phúc Nguyễn. Cho chị có cái quần mai đúng không? Số 3 Liên Sơn, Liên Sơn là thích mới chọn thêm thì cộng với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp nha. Cần gì cho chị cái quần ống sơ màu nâu đó. Số 3 Võ Nổi. Cái gì đi chu cha. Số 3 Nguyệt Nữa. Đẹp đi mấy chị. 64 nha, tặng mấy chị cái này 99. Số 3 Thảo Thảo. 64 99 ngàn. Cái này về tách riêng ra mặt luôn nè. Chị ơi cái đồ bộ nó phun nó to ấy. Tại vì hãy hãy like nãy giờ rồi nên là một mẫu nó khác thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 64 55. Số 3 Nguyễn Huệ. Trời ơi, cái này em bán 99 ngàn rồi mấy chị tách riêng ra mặt cũng được nha. Ví dụ như cái quần này nè. Đó mấy chị mặc với cái áo thun cũng đẹp. Mặc với lại cái áo xanh lúc nãy cũng đẹp nha. Đây. Mặc với con áo xanh này cũng đẹp nè. Đó. Bó rô đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ví dùng cho em mã 64 99 ngàn dùng cho em. Một con áo cổ vét nha. Kèm cho mình một con quần tóc tai em bán 99 ngàn đó. Mấy chị mặc size S, size M, size L đều được hết nha. Áo vest của nó có cầu vai nè nha. Cái này là về chắc chắn tất riêng ra mặt đẹp hơn á. Rồi lên liền cho em mã 65 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 65 nè. 65 này thì em có size S không mấy chị ơi? 65 này chắc em còn được size S không? Số 4 Dương Phúc Nguyễn. Trời, số 4 đẹp đó mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị ơi. Rồi lên liền số 4 Nguyễn Nhi. 65 này em còn size S 139 ngàn. Đây, quần nha, cái sao nè. Giống cái quần đang hốt rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 65 nhưng mà còn S thôi mấy chị. Còn S thôi nha, 139 ngàn. Lên liền cho em mã 65 139 dùng cho em. 65 134 Xuân Phương. To giãn nè. To giãn nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 65. 65 dùng cho em 139 ngàn. Mỗi tọa đẹp còn xe ép không. Để đây to lại. Đúng rồi như kia là còn ép không. Còn ép không nha. Lên liền cho em mã 65 xe ép. 65 dùng cho em. 65 139 là như em xe ép ạ. 139 ngàn xe ép. Rồi lên liền cho em mã 66. Em có M nha. Con đầm này em thấy nó hốt. Quá trời hốt luôn mấy chị. Hốt từ tới tốt qua luôn nha. Đây. Một con đầm trắng này. Mua về mặc đi đám cưới mấy chị nha. Sale luôn cho mấy chị con đầm này 89 ngàn. Size M. Rồi lên liền cho em mã 66. Size M 89 ngàn. Nhốt liền cho em mã 66. Size M nha. 66 size M của như thế này nữa mấy chị. Tay là mình cột nơ lên dùng cho em ha. Ở đây nó làm nhũn nè. 89 ngàn. Lên liền cho em mã 66 size M. 66 size M nha, 89 ngàn. 66 cho Phúc Nguyễn. Thiệt mấy con này là hốt lắm mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 66 size M dùng cho em 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 67 89 ngàn luôn. Chốt liền cho em mã 67 52 cái đổ lạnh này ok 89 ngàn. 66 cho Nguyệt Thi. Rồi lên liền cho em mã 67 89 ngàn này. Đẹp không? Đầm xô nha, 67 89 ngàn có 2 con. Trời
đầm trắng mà đẹp mấy chị ơi, đầm trắng mình mua về mặc đi đám cưới này kia. Rồi set này còn một set này, 99.000 nè. 68.99.000. Lên liền cho em mã 68.99.000 có set nè. 68 nha, 67 hết nghe Trần, 67 89. Đây. Một set form 60 kg mang cũng vừa luôn. Lên liền cho em mã 68. Ok, giờ không nguyện nha. Rồi, lên liền cho em mã 69. Em có size S, size M nha. Còn size SM trong mấy chị. Không, cái này như là còn M không đó. Ừ, 99 nha. 68 Nguyệt Hy. Lên liền cho em mã này là mã 69 kèm size SM dùm cho em. Anh coi toàn đủ S thôi rồi. 129.000 thôi mấy chị. Quần ống sung nè. Quần ống sung màu nâu nha. Chưa bao giờ em bán một con quần sung màu nâu đâu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. 69, 129.000 kèm size SM dùng cho em. Đợt này bán toàn mấy cái màu quần rinh đẹp không à. Lên liền cho em mã dùng cho em. Em tính là cái này mà cái áo này dễ chứ vô được. Mình lấy một con size S mình. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đi dùng cho em mã 69 kèm size SM. 69 kèm size SM nha cả nhà nha. SM dùm cho em còn SM không ấy. Để con còn này. Có lộn không? Lên liền cho em mã 69 kèm size. 69 kèm size SM nha cả nhà ơi, hết L rồi. S nó cũng có một con rồi mấy chị. Tính ra S có một con luôn ấy. Còn hai cái S à? 129 nha. Ừ. 69 SM cho Nguyễn Hay. 69 SM cho Nguyễn. Rồi lên nha mấy chị nha. Hơi xem mấy chị con này 139.000 luôn. 69 kèm xa với em mấy chị. SM cho chị Lona Nguyễn. 70 130 139. Rồi lên liền cho em mã 70 139 dùm cho em. Lên liền cho em mã 70 139.000 đầm hoa. Tôi thấy mấy bạn xem màu Việt đỏ. Toàn 350.000 thôi nha, chuẩn cái tay mát này luôn á. Nha, đừng nói là hàng mà. Hàng gì có hàng khác nha mấy chị nha, 350.000 đó. Em xem mấy chị con này nó 139.000. Lên liền cho em mã 70. Cho cái tao thì hàng. Lên liền cho em mã 70 dùm cho em đầm hoa. Đầm hoa nha, 70 139 nha. Số 9 em chỉ còn xem mờ thôi, cho mộc mộc. Số 9 em chỉ còn xem mờ thôi mấy chị nhá. Chính là bộ này bán hot nhất luôn á, còn bộ cuối cùng 71. 71 dùng cho em. 70 139 nha. 70 139 anh Phạm. 71 đúng một bộ luôn á mấy chị. 89 nha, 71 nha, 89 nha. Một bộ cuối cùng nha, hết rồi mấy chị. 70 cho Trinh Mai. Lên liền cho em mã 71, 89 ngàn. Được bộ cuối cùng mấy chị ơi. Cái gì cái bộ gấu xanh nha. Cái xa cây này. Rồi lên liền cho em mã 72 dùm cho em. 71, 12, 89. 72 dễ thương cho mấy chị. Nào cũng đẹp nữa. Rồi lên liền cho em mã 72 dùm cho em 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 72, 99.000. 72 nha cả nhà ơi, 99.000 đẹp quá à. Lên liền cho em mã 72. 72 nha, 99.000. Ôi bộ này dễ thương nè. 39 nha, nhưng mà phải hai bộ. Còn xe luôn với chị con ác. Này à. Lên liền cho em mã 72. Rồi lên liền cho em 55 cái đũa lại chị Thu Bùi. Rồi lên liền cho em mã 7 mấy anh. 73 đi, sale mấy chị 59.000 con này luôn. Em nói mặc con này về mấy chị mặc quần đùi cũng được nè. Quần đùi rinh cũng được nha, mặc quần ngố cũng đẹp luôn. Tại vì form của nó là form dài nè. Form dài nha mấy chị yêu nha, dài nè, hàng 3158. Em đi ăn mấy chị mẫu này 59.000. Cái này là theo nè, nang men cũng được luôn. 73, 59.000.
còn hai con này, em bò bà nào vợt đi có 1359 nha chào Nguyễn. 129 ngày hồi nãy anh không để lại cho em con này con S à. Đó liền 73 cho Trân Trân. 74 dùng kem đi cả nhà. Đó liền kem mã 74. Sang em mời em còn hai cái chị nào vợt hộ đi mấy chứ. 73 Hồng Phúc Nguyễn. Hồng Phúc Nguyễn hai con. Em còn hai con xanh mò đấy chứ nào vượt giùm em đi mấy chứ ông ơi. Để ba la thủ em. Là nó là bị đốt lại như thế này. Mấy chị ơi xem like cho em xin lúc tương tác nha đi em. Bà ba Xuân Phương. Phải cố gắng xảy cho mấy chị. Nè, cái này em chỉ có sale cho mình 89 ngàn thôi. Đó liền cây mã 75 89 ngàn nè. Có duy nhất được có mấy bộ thôi. Cái này là hàng phôm tay vô nha. Em xe 89 ngàn. Lúc nãy hết S rồi chị Dung Trần ơi. Đây, em hết S rồi chị. Em cũng để lại con S mà mang mà không có, không có để lại. Ôi giời ơi luôn ấy. Rồi lên liềm cho em, set này em xem với chị 89 ngàn này. Lên liềm cho em mã set 89 ngàn 75 89 ngàn bộ lụa mango tay dơi nha. 65 cái đổ lạc men ok đó nha. Lên liềm cho em mã 75 đi. Xem cả nhà 89 ngàn cái bộ này luôn. 75 89 ngàn 75 Nguyệt Hy. Để lắm cho Nguyễn. Rồi lên liềm cho em ạ. 76. Trời ơi con này đẹp lắm nha. 76 size XL dùng cho em. 139 ngàn. Lên liềm cho em ạ 76 size XL nha. Em sale với chị con này 139 ngàn. Đây cái con này đây nha. Lúc em úp hình nha. Em úp màu vàng, màu trắng, màu kem ấy. Trời ơi quá trời mấy chị nhắn tin hỏi em còn hay không ấy. Mà em like hết rồi. Em mới đăng hình mới chế ơi. Này bây giờ nó xuất ở đâu là một con màu kem nè. Màu kem nha mấy chị nha, 139 ngàn. Chị Liên Sơn ơi, chị cọt với em ơi, cho mình tài khoản đi rồi đã chốt tiếp chị nhá. Lên liềm cho em áo váy 139 dùm cho em. Nên mới em chị chốt được chừng đó thôi chị à. Đó một cái đổ lại. Mà sao 139 lên cho em. 77 dùm cho em. Không không không. Sao có một con ở dưới Hồng Nguyễn á, 139 á. Rồi lên liềm cho em mã 77 size L 159 ngàn. Lên liềm cho em mã 77 size L 159. Còn đâu. Rồi lên liềm cho em mã 77 size L 159 ngàn. Đây mấy chị, con này là hàng người ta bán mấy 75 đúng 89 nha Nguyễn ơi. Mấy trăm ngàn nha. Mấy trăm ngàn một set nha. Em bán mấy chị là 159 ngàn size L. Mấy trăm ngàn một set đó mấy chị. 77 HD Trần này tôi la 179 ngàn nè. Tài khoản có trên ảnh bìa chị Lisa, chị Liên Sơn. Tài khoản của Hải có trên ảnh bìa chị đúng ở tôi Hải nha. Rồi lên liền cho em mã 78 dùng cho em nè. 78 SML mang ok xả mấy chị 159 ngàn. SML mang vừa nha 78. Đây con này tôi mặc mấy bà cũng hỏi nè. Em like là 179 ngàn đó. Này của khách gọn nghe mát. Em xả luôn mấy chị 159 ngàn. Cái set này mà khách không chốt là em giận thiệt luôn á mấy chế ơi. Em không có bán hàng mà vẻ đẹp như thế này đâu mấy chị, thiệt sự luôn á. Xăng muốn mù mắt luôn á. 78 camera 159. Lên liềm cho em mã 79 dùng cho em nè. Lên liềm cho em mã 79 nha cả nhà nha. 99 ngàn nè. Mà còn phải nịnh người ta nữa đó mấy chị. Chứ đâu phải mà từ không không mà mình có hàng đẹp, hàng rẻ để mình like đâu mấy chị. Tại vì em là chỉ nhỏ bé thôi mà trong khi đó còn nhiều kho lớn khác nữa nha mấy chị nha. Nha mấy chế. Rồi lên liềm cho em mã 79 dùng cho em. 99 ngàn nè mấy chị nè. 79 nha cả nhà nha. 99 ngàn bộ gấu dùng cho em. Dễ thương lắm nha mấy chị nha. Siêu cưng luôn. Lên liềm cho em mã 79 dùng cho em. Người ta nhiều kho lớn lắm mấy chị. Người ta chỉ cần là hô một cái là người ta hốt hàng không mấy chị. Nha mấy chị nha. Nhưng mà sao người ta mới để hàng cho mình đó mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 34kg vừa nhưng mà hãy sợ nó rộng quá chứ. Rồi lên liền cho em mã 80 dùm cho em nè. 89 ngàn. Lên liền cho em mã 80. Chào Nguyễn.
ngày trước nha mấy chị nha, ngày trước là mình lấy hàng người ta đúng không, là người ta tìm xe này, người ta tìm chỗ vận chuyển người ta gửi cho mình ha. Còn bữa nay nha mấy chị nha, có tiền nhập hàng phải tự tìm xe nha mấy chị nha, tự tìm xe, hàng gửi ra bến xe cũng phải chịu nha mấy chị nha, chứ không ai mà kiểu như là không có chở không ra cho mình đâu mấy chị nha, mấy chị nha. Ngày trước là thôi luôn nha mấy chị nha, ngày trước là mình chỉ cần chuyển khoản thôi là người ta chở hàng tới xe cho mình, người ta gửi cho mình, người ta gửi số điện thoại xe cho mình. Còn bữa nay nha mấy chị nha, cái kêu là mình tự tìm xe nha mấy chị nha, tự tìm xe để gửi, để gửi đó mấy chị, chứ người ta không có kiểu như là người ta không có kiểu là tự người ta chở ra cho mình này kia đâu mấy chị. Nói chung là cái gì cũng phải tự mình hết trơn mấy chị, người ta không có kiểu như là ngày trước là người ta cần mình đó mấy chị, còn bây giờ là không mấy chị nha. Bữa nay nhập hàng rất là khó luôn. Rồi lên liền cho em mã áo xanh 89.000, xanh chủ dùm cho em 89.000 nha, chúc em mã xanh chủ 89.000 dùm cho em, xanh chủ nha cả nhà ơi, 89.000. Xanh lên cho em 89.000, còn có hai con á chị Trà Nguyễn ơi. Lên liền cho em mã xanh dùm cho em cái gì anh? Xanh được 3 cái nha. Ok, xanh 3 cái cho Trà Nguyễn á. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu hồng 99.000. Lên liền cho em mã gấu hồng 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã gấu hồng 99.000. Trời ơi dễ thương lắm luôn á chứ. Nó cái này em về nhiều lắm luôn á mà em còn ít lắm nè. Này em để dành em like từ từ nha mấy chịu nha. Mấy cái bộ như thế này là chuẩn bị hốt lên rồi mấy chị. Lên liền cho em mã gấu hồng dùm cho em 99.000 dùm cho em. Gấu hồng nha 99.000. Rồi em xả luôn cho mấy chị con sơ mi này luôn nha. Xả mấy chị con sơ mi này 89.000. Sơ mi hốt của nhà Hải đó nghe. Không có hàng để like luôn đó mấy bà. Về máy được luôn. Về tổng cộng phải là 4 năm được cái 4 năm được cái con này nha. À, áo xanh chữ đúng không? 99.000 cho Việt Hy. Rồi lên liền cho em mã sơ mi hồng. Em xả luôn 89. Mà con sơ mi này phô của nó mặc lên đẹp. Nó không phải là phô ôm nha, kiểu như là của nó là hàng này mấy chị. Rộng rộng nha, cái tay lúc mình mặc lên nó bồng bồng đẹp lắm. Sơ mi kiểu á cả nhà. Xanh chữ 89.000 mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã sơ mi 89.000. Rồi lên liền cho em mã sơ mi em xả luôn. Ok chị Liên Sơn nhận được 200 rồi chị nha. Đúng không cho Nguyễn Anh Thư. Rồi em xả luôn sơ mi trắng này 79.000 nè. Có con cuối cùng. Lên liền cho em mã sơ mi trắng em xả mấy chị 79.000. Sơ mi hồng 8900 la. Sơ mi trắng 79.000. Rồi lên liền cho em mã sơ mi trắng. Sơ mi hồng bình bình. Sơ mi trắng nha. Sơ mi bị gì bất duyên. Sơ mi trắng 79.000 đó. Sơ mi Linh Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã sắt kem này, xả tặng mấy chị 89.000. Kem 89.000 để em coi em còn cái gì. Còn cái gì mà kia kia em xả lên cho mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng kem. Lên liền cho em mã sắt kem. Sắt kem nha, xả luôn cho mấy chị luôn với giá là 89.000. Sơ mi trắng 79 cho Hồng Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã sắt kem 89.000, xỉ còn có 79.000. Lên liền cho em mã sắt kem 89.000, xỉ còn 79.000 nha cả nhà nha. Sắt kem Hồng Phúc Nguyễn. Rồi cái này còn được vài con, còn được 5 con. Còn được 5 con nha, thôi xả nốt luôn mấy chị hàng bôn. Xả luôn mấy chị con này 109.000 đi, có mấy con thôi mấy chị. 109 nha. Gặp cái like này em khó nha mấy chị nha. Theo rẻ quá. 109. Em đi đơn thứ 2, thứ 6 mấy chị nhỉ? Nhà em đi đơn hôm nay là 246 mấy chị. Thứ 2, thứ 3 là thứ 4 đi đơn. Thứ 4, thứ 5 là thứ 6 đi đơn. Thứ 6, thứ 7 quay lại thứ 2 đi đơn nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã váy vàng dùm cho em. Em có mấy con này em xả mấy chị 109. Rồi lại dưới hút 12 con. Bán lỗ nha, hàng nhập này tới hàng 130 rồi mấy chị. 130. Ok, giờ Phúc Nguyễn ha. Lên liền cho em mã đầm 179. Rồi cái này lên liền cho em mã bộ ngố 89.000. Đầm 179 nha An Lê. Rồi lên liền cho em mã ngố 89.000. Hết đầm 179 luôn ạ.
Rồi lên liền cho em mã ngố 89.000 dùm cho em bộ ngố 89.000. Mấy chị một cái bộ này may em thấy cái này. Mấy chị thấy không, cái cổ bình thường ấy nó làm nó không có kiểu như là tỉ mỉ bằng cái cổ nhộn này đâu mấy chị. Cổ nhộn nó làm hai này, hai tầng cho mình nha, hai tầng luôn. Mấy cổ này mấy chị mặc là không có sợ hở như mấy chịu nha, không sợ như cái cổ kia nó sẽ dễ hở hơn. Cổ này mang lên đẹp lắm, 89.000, 60 cái đũa làm em ok. Lên liền cho em mã ngố 89.000. Rồi cái này lên liền cho em mã váy hoa đỏ dùm cho em 109.000. Lên liền cho em mã hoa đỏ 109.000. Mấy cái này em sale lỗ hết đó cả nhà ơi nha, toàn là hàng 150, 160 không đó nha. Sale luôn cho mấy chị 109.000 đầm hoa đỏ này. Lên liền cho em mã hoa đỏ 109 hàng bôn này mấy chị. Bôn nha, bôn. Áo đỏ 109 bao nhiêu anh? 12 con. Áo trắng em mặc ấy, em có mấy chị mà em biết gì em để đâu, cái này em bán rồi. Mà cái này em mặc, em mặc 3-4 lần rồi mấy chị, nó đẹp quá à. Em mặc hoài luôn, đi đâu em cũng mặc hết. Áo đỏ Khánh Nguyễn. Em hết mặc cái quần ống bông không, em mặc cái quần này nha. Thử mố, nguyên sơ. Hoa đỏ Xuân Phương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, hoa vàng 109.000. Ok Thu Bùi nha. Rồi lên liền cho em mã hoa vàng 109. Lên liền cho em mã hoa vàng dùng cho em 109.000. Đi đâu cũng mặc hết, đi đâu cũng mặc cái áo này. Bữa hôm trước là mặc cũng 3-4 lần rồi mấy chị. Mặc với quần ống len, xong rồi mặc với lại quần ngố, xong rồi mặc quần đùi. Rồi lên liền cho em mã hoa vàng. Hoa vàng 109 giúp em ạ. 109. Lên liền hoa vàng 109 cái gì nhỉ? Hoa vàng 109 có 3 con. 3 con nha, giờ lấy chút nha. Lên liền cho em mã hoa vàng 109. Rồi lên liền cho em mã lụa 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã bộ lụa dùm cho em 79.000. Bộ lụa đen nha, chùi đen. Quần là quần đen dùm cho em này, 79.000. Lên liền cho em mã lụa đen 79.000, đẹp chứ bộ mấy chị. Không phải chứ anh Thảo Nguyên. Thật sự luôn á. 79.000. Anh Thảo Nguyên chọn theo thì cần kiếm em 200 là tài khoản đi rồi chốt tiếp đi nha. Hoa vàng 109 cho Phiên Phiên. Anh Thảo Nguyên chọn theo thì cầm liền với em chưa? Rồi cái này lên liền cho em áo gấu 89.000 dùm cho em 3 con, 2 con duy nhất áo gấu 89.000. Cái này em bán 89.000. Là lồn mấy chị ơi. Nó có xám và em có đen. Có hai con đen một con xám luôn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Em có một đen và em có một hai đen và một xám nha. 89.000 hàng 3158. 3158 nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi liền cho em cái mã này là mã đen 3158 xám và 1158 đen. 89.000 kèm màu dùm cho em. Đen xám 89.000. Đen xám nha 89.000 hốt. Xám cho hồng. Hồng xám hồng Phú Nguyễn. Hồng Phú Nguyễn là ai màu đúng vậy? Rồi cái này lên liền cho em mã đầm body hồng bán 89.000. Lên liền cho em mã body hồng 89.000. Không ai lấy em lấy mặt đó nha. Em thích body lắm luôn. Chưa thích body luôn á, mấy thích body đẹp. Coi dạng đi. Xả nốt. Xả nốt 89.000. Bói đây em Phúc Nguyễn. Chị nào em ôm cái cục áo phong này không? Em xe luôn 49.000 cho mấy chị ôm em nè. Tài Trang Nguyễn có xem không em? Tài Trang Nguyễn còn xem không? Nè, chị like cái xếp này giờ chị xem. Bỏ đi con. Cái gì? Body. Body là cái nào? Dạ. Không. Đây. Thầy có được hai set size L. Hai set size L nha, hãy xem mấy chị có 9.000 này.
Là Trang Nguyễn có xem không? Bữa trước nó ra là 139.000, bà hãy để mà hãy tìm không ra nè. Đó, một cái áo ống này về mấy chị may cái gì cũng được hết nha. Mấy chị là một con quần ngố nờ y đẹp lắm. Cái set này dễ lắm luôn nha. Set 89.000. Tay phong 49.000, cái máy phong. Set trần là set trần trần. Đây phong đây nha, phong 49.000 mỗi mã. Hay có một cái gì đó mấy chị. Phong ôm 49 cho chị Hồng Phúc Nguyễn không? Trời ơi, mấy chị ơi, 139.000 set nâu. Lấy liền cho em mã 139 set nâu dùm cho em lấy đi mấy chị. Không đẹp nghỉ chơi luôn chị. Đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp lắm nha. Lấy liền cho em mã dùm cho em set nâu 139.000. Rồi lấy liền cho em mã set nâu dùm cho em. Set nâu nha, 139.000. Thì có mấy set nè. Thì có hai set cuối cùng đó. Thì nào vừa đi đẹp lắm. Hôm nay nó có cái chân quái là cái áo đó mấy chị. Áo nè, đem cho mình chân quái 139.000. Tay em cũng còn một cái set nờ y, nhưng mà nờ y đùi. Nờ y đùi size S này 89.000 luôn. Lấy liền cho em mã nờ y đùi nha, 89.000. Con này là kiểu như là áo bờ ra nè. Ây dì dì, cái này mặc lên nha, mặc lên mới được nha. Còn còn mà để như hải thì khó. Lấy liền cho em mã set nâu một bài chứ, mà set nâu một bài chứ. Lấy liền em set nờ y đùi đi cho khỏi nhằn. Đây rồi, 89 cho Oanh Nguyễn. Váy này em theo mấy chị 79.000 nha, size S thôi. Con này rất là đẹp nha, mua về mang đi đẹp. Buồn cái là nó size S thôi, thề luôn, nó rất là đẹp nha. Cái này nó thật với chị luôn, cứ vô shop là phải là hàng 300-400 ngàn, tại vì mấy bạn nhập rất là đắt nha, không có nhập được giá rẻ như nhà Hải đâu, thật sự luôn. Cái này bóc được sale đó mấy chị, chứ hàng này mấy bạn đi sỉ về số phải 300-350 người ta mới có lãi đó mấy chị nha. Lên liền cho em mã váy dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy body nha, xịn sò lắm mấy chị nha. Lên liền cho em mã váy 79.000 dùng cho em. Váy 79 lên giúp em à, cho Mỹ Hiệp. Rồi cái này lên liền cho em mã set nè. Set design dùng cho em nhưng mà size S thôi. Rồi lên liền cho em mã set size S nè. Tặng luôn mấy chị set này 89.000 nha, cho chị nào nhanh nè. Cái set này là đây mấy chị. Đó, cọc nha. Đẹp chưa? Rồi cái này đẹp mấy chị. Nhiệt luôn á, đẹp hợp. Bán 89.000 không bằng được cái quần luôn đó nha. Đây ép. Này nó có bút ngược sẵn đâu mấy chị. Có bút ngược sẵn nha, 89.000. Hai chút tôi để lại cho mặt luôn á. Có liền cho em mã dùng cho em. Set xe 88. Rồi em có một con nhung áo trường. Một con áo nhung đẹp lắm, tặng mấy chị 49.000. Lấy liền cho em áo nhung 49.000, size M dùm cho em. Lấy liền cho em áo nhung 49.000, size M, tay bồng. Tay bồng nha, lấy liền cho em áo nhung dùm cho em. Áo nhung 49 cho Trần Trần. Rồi cái này lấy liền cho em mã áo phong này, tặng mấy chị con này 69.000. Lấy liền cho em áo phong mặc nhung 69.000. Phong mặc nhung 69.000 dùm cho em. Rồi 89.000, lên liền cho em mã váy đen 89.000. Ôi con này lúc nãy lay hết rồi nè. Con này chị nào lúc nãy không có chút được thôi. Rồi lên liền cho em mã váy đen 89.000. Phong xuất hiện trên trường thì mời trang. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm 89.000. Con đầm này lúc nãy quá trời mấy bạn chốt mà nãy đầu lay em hết rồi. Lên liền cho em mã váy đi mấy chị, váy 89.000. Rồi lên liền cho em mã đầm hoa dùm cho em. Xả mấy chị con đầm này 89.000 luôn. Đầm hoa 89.000, size M nè.
Lên liền cho em mã đầm hoa 89 ngàn tây mò. Cái vải nó đúng đẹp luôn. Hãy nhìn nó. Cái vải của nó hàng xịn với chị, không phải là cái tơ thường đâu. Cái lót của nó dài luôn, dài xuống tới dưới bằng cái này luôn nha mấy chị yêu nha. Lót của nó đẹp lắm. Lót vải lụa luôn nha, 89 ngàn. Đó liền cho em mã đầm hoa 89 ngàn. Đầm hoa nha, 89 ngàn có con. Lên liền cho em mã đầm hoa hết phong rồi chị ơi. Đây con này em xem mấy chị 79 ngàn, mặt tuyết nhung luôn nè. Lên liền cho em mã phong kê, à phong này phong xám nha, 79 ngàn có ba con. Phong xám này hàng đắt hơn luôn, hàng này tới hàng 95. Con này hàng 95 nha, xem mấy chị 79 ngàn. Lên liền cho em mã phong xám dùng chị. Phong xám 79 ạ. Con này là hàng mặt tuyết nhung nha, mặt tuyết nhung và hải hề, hàng mặt tuyết nhung nó cao hơn hàng cô tông khô nha. Mặt tuyết nhung mặt sướng lắm mấy chị, 79 ngàn luôn. À, quên like mấy cái con tông hàng đâu có thể biết. Lên liền cho em mã xám 79 đấy mấy chị ơi, cho Thu Thảo Trần. Con này là em like cho mấy chị giá là 89 ngàn, em có xanh và cam nè. Em sale 89 ngàn nha. Tại vì con này hàng phong tới 100 mấy của Hải á. Mấy chị nhìn con áo phong mấy chị cũng biết nó nét như là cái gì rồi. Màu cam, màu xanh 89 ngàn. Chả lấy cam ghi cam mà lấy xanh ghi xanh 89 ngàn dùng cho em quá là đẹp luôn. Phát mát nè. Cam xanh 89 ngàn. Quá là xuất sắc nha. Xanh 89 ngàn. Xanh 89 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mã xét nè. Xét cam Nguyệt Hy. Tặng cái gì cái xét này 89 ngàn. Lên liền cho em mã xét 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xét 89 ngàn. Lấy xanh cam. Rồi lên liền cho em mã xét 89 ngàn. Duy nhất một xét cho một chị. Nè em có cái con một này. Con một cam thôi chị. Cho chị Hồng Phúc Nguyễn ơi. Không BBR đó. Đây em lên cái phòng BBR này nha. Hàng vết một một luôn không có cái đó rồi có cái đó sáu mươi cái thị dung nha. Con này em like là 119 ngàn chờ lấy chốt liền cho em mã 119 dùm cho em cao cấp nha. Sáu tám chín Hồng Phúc Nguyễn em cũng lấy một con rồi đó em bị dành bữa em mặc. Lên liền cho em mã áo dùm cho em 119 ngàn. Lên liền cho em mã áo 119 dùm cho em. Hàng xịn luôn đó mấy chị, đẹp lắm. 119 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã áo 119 dùm cho em. Em cắt một con là mấy chị biết rồi đó. Chưa hết hàng mà lo, em lo cắt rồi đó mấy chị nha. Tại vì con này mặc nên đẹp lắm. Thực sự rất là 119 cho Nguyệt Hy. Cái này nam mang được luôn á cả nhà. Nam mang được luôn nha, xịn lắm luôn. Vậy là em lấy liền một con á. Tại vì là em lấy hàng mấy chị là em đã lấy là nghĩ là trong bụng là vì hãy lấy một con đó mặc đó mấy chị nên là cắt vô luôn. Nè cái set này em lấy 89 ngàn chị nào lấy lại em. Có 119 một á. Còn rồi lấy liền 119 cho chị Kiều Bé 119 Cam La. Chị nào phải lấy ngay liền liền cái set này 89 ngàn. Cái quần của nó là 119 Tôn Phúc. Cái quần của nó là hàng u mì nha cả nhà nha. Quần là quần u mì luôn mấy chị, không phải là quần thường nha. Mấy 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 chị cái set này 89 ngàn mấy chị lấy lẹ đi. 89 ngàn. Này mấy chị 55 cái đổ lại mình ok. Đẹp lắm. 89 ngàn nha. Lên liền cho em mà set 89 ngàn. Mấy chị ơi nó có cả đen cả xám nha. Đen xám liền. Có còn phụng. Đen có một bộ còn xám. Có cả xám quần đẹp thiệt. Quần hàng u mì. Áo xám quần đen này mấy chị đẹp ghê luôn á. Trời ơi nó đẹp lắm luôn á. Sao tâm chính Nguyệt Hy. Em còn áo xám quần đen nha, không bóp màu được không mấy chị. Đẹp lắm. Có đồ kiểu bé nha, sao tâm chính như Cam La, sao tâm chính như Liên Sơn. Nè, em còn áo phong nè. Áo phong này mỗi mã còn ít nha. Ủa giống mà, hơi có gì giống mà. Giống mà nó khác màu á. Bấm đi cho sắc ông bóp mạng được màu xám cũng đẹp. Đấy chính là Phúc Nguyễn màu xét chị hết à. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu xanh 89 ngàn. Gấu xanh dùng cho em 89 ngàn. Áo gấu này đẹp lắm cả nhà. Đẹp lắm nha, siêu siêu đẹp luôn. Lên liền cho em mã áo gấu 89 ngàn hàng phong 3158. Áo gấu xanh dùng cho em 89 ngàn.
liền cho em mã gấu xanh 89.000. Rồi cái này em xe luôn cho mấy chị 99.000. Lên liền cho em mã xếp 99.000. Xếp 99.000 nha. Xếp này là em like là 139.000 đó. 139 nha. Giấu cho bút nguyện. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp 99.000, 139 đó. Có là xếp cuối cùng nó xả luôn nha mấy chị luôn. 99.000. Lên liền cho em mã xếp. Giấu thu thổ trường. Xếp 899.000. Lên liền cho em mã xếp 899.000. Xếp cho bút nguyện. Rồi cái này lên trắng và đen dùng cho em. Cái này lên liền em ha, chị lấy trắng ghi trắng và lấy đen ghi đen 89.000. Cái con áo này nó hot trên tốt tốt lắm mấy chị, với lại trên Taobao á nè. Cái này là Việt Kiệp đó mấy chị nha, Việt Kiệp hết đóng viên á nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Khi dùng cho em màu đen với màu trắng nè. 89.000, chỉ còn có 79.000 thôi. Rồi lên liền cho em, cái này em có nâu và em có xanh nha, 109. Xếp hai màu cho Nguyệt Thi. 89.000. Rồi lên liền cho em hai màu đủ rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Giờ với hoa trắng nhiều nút. Hoa trắng nhiều nút hôm qua để đâu hả? Cái đầm xanh 139.000 dài ấy, em hôm qua để đâu rồi. Còn một cái hai cái gì. Ừ, em cũng chưa tìm cái gì dùng được luôn á. Em nhớ là để em để cho chị mình, nãy giờ em không thấy. Hôm qua còn không con? Rồi lên liền cho em mã xanh áo còn màu đen thôi, giờ Phúc Nguyễn thôi, áo màu đen cho Phúc Nguyễn. 109.000, không em nhớ để này đi đưa cái viên này. Rồi lên liền cho em mã xanh dùng cho em. Xanh nâu dùng cho em ha, 109.000. Lên liền cho em mã xanh nâu dùng cho em, 109 dùng cho em. Cái body này là xanh. Cái gì? Thương thiền này là có khó ai nha. Em có nâu với có kem nha. Trả luôn mấy chị luôn nè. Tặng mấy chị cái con này 99.000. 99.000, em có nâu với lại có kem. Ngày em lại em lấy 3 màu đó. 3 màu nha, để em mặc hè đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. Mặc lên ôm người mà đẹp lắm. Nha, 99.000, em có nâu và em có kem. Chờ lấy chút em mã body kèm màu. Body nha, body hãng luôn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Co giãn rất là đẹp luôn. Ba lỗ nè. Cái liền cho em mã đầm body dùng cho em. 99.000 kèm màu. Màu nâu và màu kem dùng cho em. Nâu và kem nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hãy còn không. Để chị đi đơn được này luôn. Dạ còn, mình xịt tóc còn đúng không? Xịt tóc đó. Xịt tóc mấy đơn lẻ đó còn không? Có ai có đơn lẻ không? Chị Dương Trần ơi, có một chai xịt đó hình như là biết em sợ đó chưa chị ơi? Có 49.000 mấy em muốn gọi chốt quá chị ơi. À là chưa. Mình chưa có xả lương mà 49.000 phải tóc mà. Số không có lấy chưa? Bỏ rồi chị 10 phút rồi. Ủa sao vậy? Chị có chữ lấy chữ. Rồi lấy lên bên đây, bên đây với em ạ. Rồi lên liền cho em mã váy 125 nè mấy chị. 125 nha. Cái này em có được 2 con. Em hết rồi mấy chị. Cái này em về tặng mấy chục con luôn á. Đây. Cái mẫu này hot lắm nha cả nhà nha. Đáng lẽ là không có like mấy cái mẫu này đâu, nhưng mà thật sự luôn cái này đang hot đó mấy chị. Like cho chị nào có sỉ á, lấy luôn nè. Đang hot đó mấy chị nha. 125.000, sỉ còn có 115.000 không. Váy xanh dùng cho em. Ra liền cho em mã váy xanh nha. Đúng rồi, lên cho Phú Nguyễn. Ra liền cho em mã váy xanh dùng cho em. Váy xanh 125. Ra liền cho em mã váy xanh 125 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã váy xanh. Rồi lên liền cho em mã áo này em tặng mấy chị 29.000. 29.000. Lên liền cho em mã áo 29. 25 cho Nabi.
Mới 125 cho chị Tôm Phúc hết 125 ạ. Rồi cái này loa liền cho em mã váy. À váy, váy này màu gì ta? Đây con này là size mấy chị nào 55kg đổ lại men ok. Đó, chính xác lên trời. 55kg đổ lại men ok nha. Đây nè, nguyên cái váy này em xả với chị 139.000. Lên liền cho em mã váy 139. Váy nha 139.000, chị nào 60kg đổ lại lấy. Chị nào mặc size XL á, lấy con này đi, đẹp lắm á. Đẹp lắm nha, hàng cao cấp của nhà Hải bán hàng 179 á. Có một con xả với chị 139.000. Lắm 89.000 ra liền em mà xếp vàng 89.000. Người thi còn xem ha, xếp vàng 89.000. Ra liền cho em mà xếp vàng dùm cho em 89.000 dùm. Mới 139 cho Dung Nguyễn. Rồi ra liền cho em mà xếp vàng 89.000. Đây nói chung trong cái hàng đây nó mấy chị mà cái cục nào quên lại mất tiêu à. Xếp vàng Nguyệt Thi. Rồi lên liền cho em mã ngố sọc 89.000. Rồi lên liền cho em mã ngố sọc 60kg đổ lại mình ok 89.000. Cái vàng Nabi. Rồi lên liền cho em mã ngố sọc. Cái vàng Hồng Phúc Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã ngố sọc 89.000 dùm cho em. Ngố sọc. Cái vàng thêm cho Phúc Nguyễn một set nữa. Rồi lên liền cho em mã ngố sọc 89.000. Có được mấy set. Trời ơi, set này nhìn sang lắm luôn mấy chị ơi. Size M nha. Để xả mấy chị set này 89.000. Lê liền cho em mã set lá 89.000. Cái này là kiểu của nó tay chảnh nha mấy chị nha. Nó chạy viền hết hai bên cho mấy chị nè. Cái áo này là theo nè. Nha. Cái áo này là theo nha cả nhà nha. Theo dùm cho em luôn, theo kênh. Nó tầm cho ông Phúc Nguyễn hai set. Rồi lên liền cho em mã set 89.000, set lá 89.000 dùm cho em. Theo nha mấy chị nha, theo rất là đẹp luôn. Lá 89.000 dùm cho em. Lá này thì em phương. Sang lắm mấy này, chị nào ôm lúc nãy chị nào hụt cái hàng này thì lên. Cái nào hụt thì vô lấy nha. Lá liên sơn, lá ngọc diệu. Ai chị nào hụt 99.000 này. Rồi chị nào lên liền cho em mã bộ 99.000. 99.000 nha, cái này mua về mang nó thôi. 99.000. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Quên nãy có mấy bộ kia ôm rồi. Lên liền cho em mã set 99.000. Set 99.000 chị nào ôm ghi ôm. 99.000 có sỉ mấy chị, sỉ còn có 89.000. Cái áo này đang hút. Cái áo mềm tàn này đang hút. 99.000 có sỉ nha. Chị ôm thì ghi ôm mình thôi. Rồi có mấy xếp thôi. Đây, rồi đẹp quá nè. Xanh Nguyệt Thi. Ôm ghi ôm đi. Có mấy bộ hòa mấy chị mà hàng đẹp lắm. Cái bộ này là hàng ta bao phải về trước mới có hàng á. Chứ bữa nay không có hàng tới. Ừ. Nhìn cái quần nè. Đẹp chưa? Quần y như Hải đang mang nè. Đây 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 mấy chị, Hải cũng mặc lại chung có biết sao nè. Hai bà nào ưng lấy đi chú. Ra liền cho em mà sắc kem. Đẹp nè. Kem 99.000.
Cái này nó có mỗi mã nó có một set thôi, bạn nào ôm về bán cũng được, này đẹp lắm, về cách riêng ra mặt cũng được mấy chị. Rồi lên liền cho em mã hồng dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã set hồng, tặng mấy chị set này 79 ngàn. 79 ngàn tính ra là cái kem rồi, cái nào kem cho Navi. Rồi lên liền cho em mã set hồng 79 ngàn. Áo theo nè 79 ngàn, không mua được con áo luôn á, trong em bán cái set 79 ngàn. Hồng cho Nguyệt Thi. Nè em có cái set vàng đẹp này, chị nào múc đi 99 ngàn. Lên liền cho em mã set vàng 99 ngàn, vàng dùng cho em 99 ngàn. Lên liền cho em mã set vàng, set vàng, set vàng 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã vàng nha 99 ngàn, vàng 99 ngàn con set. Trời nó ngồi bước trước like đẹp lắm luôn á chị. Vàng Hồng Phúc Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã dâm 49 ngàn, lên màu nha, xanh đỏ trắng. Rồi lên liền cho em mã dâm kèm màu xanh đỏ trắng liền cho em. Lên liền cho em mã dâm nha, em bán 49 ngàn. Mà em cứ lúc nào em cũng quên mấy chị ơi, quên thật luôn, cứ đem vô để like đầu like mà quên mất tiêu à. Cái dâm này là mình cọt nha mấy chị, rút dây vô nha mấy chịu nha. Ở dưới là ống bo nè, 49 ngàn, kèm size dùm cho em. Không biết cây là gì vậy à, à, cho chị đi, là gì vậy, không biết cây là cái gì. À đây không biết cây nè, không biết cây là set 79 ngàn đó chị. Dâm còn mà trắng nữa đây. Đây đây, dâm trắng đây. Dâm trắng nè, chờ lấy dâm trắng đi Hoàng Giang. Nè chế ơi, cái này là 79 ngàn. Cái này em nghĩ chị nào có con gái mình mua cho con gái mình mang cũng được nha. 79 ngàn mấy chị. Cái áo của nó nè. Dùm đỏ muốn chứ như dương trần, dùm cam mấy giờ cho mấy đỏ. Cái này cam mấy đỏ không? Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Cái này là gài nút nha. Số hồng lên cho em. Đây nè. Đó. Gài nút nha. Có hàng nút mình gài, ưng mặc tới đâu gài tới đó nha cả nhà ơi. Còn cái này là rút dây nè, rút dây ở bụng nha, mặc lên đẹp lắm. Ngày mai đi, ngày chưa mai nha, chưa mai hãy cắt hàng, hãy khui hàng, hãy khui hàng, hàng hàng kia là hãy sẽ mặc. Sao mà đi cho nó bơi đẹp đó. Xin xin trắng. Rồi em có cái con sơ mi này em sale nốt cho mấy chị luôn. Sale mấy chị con này 89 ngàn nha. Lên liền cho em mã sơ mi trắng 89 ngàn. Kẻ nào lấy đi nha. Lai xong này em khó lai á, tại vì cái con này đẹp lắm mà em lai nó rẻ cả nhà. Nó là hàng chủng, hàng cũng tao bao nha, chứ không phải là hàng của mình lên nha. Thì mấy chị cầm lên nó sẽ nét lắm. Nhưng con này em phải sale giá trên 100 ngàn. Mà thôi em sale lại đi 89 ngàn con cái phim. Còn cái phim này mấy chị thấy hàng của mình không, mấy bạn hot girl lên lấy mẫu này nha, xong rồi lên hàng của mình đó. Ở đây là em về đúng là hàng tao bao luôn á. Em xem mấy chị 89 ngàn một con sơ mi trắng. Sơ mi trắng hình trái tim nha, lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã sơ mi trắng, em xem mấy chị 89 ngàn, hàng em về đúng hàng này luôn nè mấy chị nha. Chứ không phải là hàng của mình lên đâu, chắc của nó đẹp lắm, nhìn cái tán tao biết hàng á. Lên liền cho em mã sơ mi trắng. Số mấy hàng Nguyễn. Đẹp thật sự luôn, thấy mấy bạn ô đẹp lắm. Lên liền cho em mã sơ mi trắng 89 ngàn. Em còn 3 con á, sơ mi trắng xịn sò nha, xịn lắm. Lên liền cho em mã sơ mi trắng đi. Rồi lên liền cho em 89 ngàn. Bộ Gucci 89 ngàn. Lên liền cho em mã bộ Gucci 89 ngàn dùng cho em. Bộ Gucci dùng cho em ha, 89 ngàn. Gucci 89 ngàn. Hãy có đầm BBR, sai lời như chị để nha, kiểu gì cũng được. Hãy hết BBR vừa, hãy có áo, áo BBR được không? Áo BBR đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã set GG 89 ngàn dùng cho em.
68 Hoàng Nguyễn. 68 là bị đẹp. Còn lụa 99 ngàn dùm cho. Còn lên liền cho em mã bộ lụa 99. Hoàng Nguyễn chọn thêm mình cọp với em ơi, cho mình thực phẩm rồi chốt tiếp chị ạ. Lên liền cho em mã bộ lụa 99 ngàn. Bộ lụa dùm cho em 99 ngàn dùm cho. Chúc em mã bộ lụa 99 ngàn. Bộ lụa 99 nha, 99 ngàn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Lucy Nabi. Lên liền cho em mã bộ lụa 99 ngàn dùm cho. Ôi rồi. Đây để lại rồi 79 ngàn, lấy liền cho em mã đen 79 ngàn, có bộ nè. Đen nha, 79 ngàn. Đây mấy chị, lấy liền cho em mã xếp đen 79 ngàn, có bộ nè. Đen 79 ngàn, đây hãy được 2 bộ. Mấy cái này em được lên nữa. Đây là Phúc Nguyễn. Trời, em có một con đen quần yên. Một con quần ống chung màu đen. Quần chung màu đen size S nha. Một con màu đen này tặng mấy chị luôn. Con quần này 89 nghìn. Quần đen size S 89 nghìn. Quần ống chung nha. Quần đen size S 89 nghìn. Rồi lên liền cho em mà áo xám dùm cho em đi. Rồi con áo xám này cái cổ nó đẹp. Lên liền cho em mà áo xám đi cả nhà ơi. Áo xám 59 ngàn. Phải đi. Phải nó rủ nha. Mà cái áo này mấy chị nè 59 ngàn. Trời em là 89 ngàn đó. Rồi Dương Nhi hẻo đâu trong đây đi anh. Nếu mà trong hẻo các hàng buôn nữa. Rồi lên liền cho em mã váy hoa dùm cho em. 69 Hà Vy. Rồi lên liền cho em mã váy hoa hàng Vitagen này mấy chị. Xả mấy chị 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã váy hoa 89 ngàn Vitagen nha, 89 ngàn. Mấy chị ơi, ngày mai qua xem like nha. Chưa mai 10:30 xem like nha. Ngày mai em cắt hàng bôn. Nói là em cắt hàng bôn mà là em cắt mấy cái hàng mà em đăng lên cho mấy chị á. Hoa cho Phúc Nguyễn. Em bán rẻ lắm, em bán cho vui nha. Mà toàn là hàng xịn không? Có cả đồ bé nữa nha, có cả đồ bé đẹp lắm. Lúc chị em mới vừa lấy ra cho bo em được mấy set mà chắc phải chứ nó xịn lắm luôn á mấy chị nha. Lấy ra cho bo được mấy set luôn mà đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dung trắng 49 ngàn. Dung trắng dùm cho em 49 ngàn. Chưa mai 10:30 em cắt đây nha. Rồi em bật lên đó. Dung trắng cho em 49 ngàn ạ. Rồi xếp 179 ngàn. Size HL này chị nào lấy không? Rồi lên liền cho em mã xếp dùm cho em. Lên liền cho em mã xếp dùm cho em. 179 ngàn size HL này. Lấy nè mấy chị nè. Size HL nha. Nè, đẹp quá trời đẹp luôn. 179 ngàn, cái xếp này em like 179 nha. Em còn xếp cuối cùng của khách xả ra nó mới chị gọn ngay máy nha. Có cầu vai nha, 179 ngàn. Bây giờ em mới like cái xếp này. Rồi mất tiên mấy chị, có nhiều chị nhắn tin hỏi cái xếp vest này mà. Hết rồi. Chú cha chị Nguyễn Phi còn xem không chị? Em có cái bộ này 129 ngàn. 129 ngàn nè, lên liền cho em mã bộ lụa 129 nè. 129 có sỉ nè, like nốt mã này thôi em tắt like nha. Ngày mai em like cho mấy chị sẽ rồi. Số 1 và dính lên cho em cho một Phúc Nguyễn. Lên liền cho em mã bộ lụa dùng cho em 129 ngàn. Bộ áo cọc quần dài nè. Áo cọc quần dài nha, 129. Rồi em tắt like nha, hẹn gặp mấy chị chưa mai nha. Chưa mai em like 10:30 nha. Được rồi, 129 cho 1 phút 12 bộ. Khơi hàng, khơi hàng.
thì phải một cái xả, mua một cái xả. Ok, giờ Phúc Nguyễn nha. Rồi, hẹn tất cả nha, bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon, hẹn gặp mấy chị ngày mai. Ngày mai nhớ xem nha, ngày mai em cắt hàng đó đẹp lắm. Mà em chỉ thấy giá rẻ lắm luôn, thiệt luôn á nha. Rất là rẻ luôn thật sự. Bye bye mấy chị nha.